Nam mô A Di Đà Phật. Lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ đặng giác diệu tất cả chúng sanh. Chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc. Cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi, xét cõi trần sống khổ dạt trôi, vô lượng thứ ở trong thế gian. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Tiếp theo chương trình là phần mà tất cả chúng ta đang chờ mong, đó là phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Với đề tài hôm nay đó là tìm hiểu ý nghĩa 6 câu trong khuyến thiện Nguyễn Nam. Đức Thầy viết năm 1941 tại chợ quán: Mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chi cho bằng ta sớm lo toan, nhìn giới luật nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây phương chư Phật đợi chờ. Ở phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một giáo lý viên cũng khá là quen thuộc với cái điểm lễ của Phú Ninh đây, đến từ Tân Châu của An Giang. Đó là giáo lý viên Trung ương Phan Chí Tâm đến đây sẽ gặp gỡ chúng ta, trao đổi với đề tài hôm nay. Xin trân trọng kính mời giáo lý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên vị trưởng trong đạo. Kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương của xã Phú Ninh. Kính thưa đồng đạo Nguyễn Thanh Sơn là thư ký chánh văn phòng của ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa đồng đạo Nguyễn Văn Thành là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Ninh của huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của huyện Tam Nông đồng để tham dự. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị chân tu tâm đạo, quý nhà nghiên cứu tôn giáo. Kính thưa quý vị mạnh thường quân, quý vị đại diện cho các tổ từ thiện nhân đạo. Kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Thì hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm Quý Mão, và hôm nay cũng là ngày 26 tháng 8 năm 2023. Chúng tôi cũng được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý, ban trị sự trung ương hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả quý vị trong ban tổ chức, tất cả quý đồng đạo chúng ta vào giờ này để cùng nhau chia sẻ
qua lời Châu Ngọc của Tổ Thầy, qua bốn câu giảng trong chuyến thiện mà vừa rồi thì đồng đạo xuống công viên cũng đã có giới thiệu. Vậy thì lời nói đầu tiên chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Thì kính thưa quý đồng đạo thân kính, thì hôm nay chúng tôi lấy làm vinh hạnh khi được về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta. Và cũng như lời của đồng đạo xứ công viên cũng đã có nói, thì bản thân mình đối với cái điểm lễ, tức là nơi làm việc của ban trị sự xã Phú Ninh, thì rất là quen thuộc, bởi vì chúng tôi cũng thường xuyên trở về đây. Có thể nói nhớ không lầm là hàng năm đều trở về đây làm nhiệm vụ của mình, thì ít nhất một năm cũng một lần hoặc là hai lần. Thì vừa rồi tôi và đồng đạo Thanh, tức là phó ban trị sự nơi đây, cũng đã ôn lại, thì có lẽ là từ xưa đến giờ về đây cũng mấy chục lần rồi. Nhớ những cái đêm khuya, lúc ấy thì chúng ta chưa có được cái máy đạo tràng này, thì mình phải tổ chức ở ngoài sân vào những cái buổi tối. Thì dầu rằng đêm khuya phát, thì quý vị đồng đạo và ban tổ chức cũng tổ chức được các buổi thuyết giảng, và chúng tôi cũng về làm nhiệm vụ quá nhiều lần những cái năm về trước. Thì hôm nay cũng thế, nhìn những cái gương mặt hiền lành của quý vị trong ban tổ chức thì cũng như ngày nào. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta cũng có đón thêm một số vị khách quý ở các phương xa về đây để dự thuyết giảng, cũng như quý vị đến từ tỉnh biên của An Giang và đến từ xã Vĩnh Hậu của An Phú, tỉnh An Giang cũng đồng đây đến tham dự. Và đồng thời thì mỗi lần nhìn quý vị thì chúng tôi và quý vị chúng ta sẽ có một cái cảm nhận khác một chút, bởi vì lâu lâu đôi tháng hoặc một năm hoặc vài năm chúng ta gặp nhau, thì yếu tố đầu tiên mà chúng ta cảm nhận với nhau đó là quý vị và tôi chúng ta đã già thêm một chút nữa rồi. Thì đồng thời khi chúng ta già thêm một chút thì gần như đã báo tin rằng chúng ta sẽ sắp sửa đi về một thế giới vĩnh hằng, không biết là nay hay ngày mai. Thì theo tôi nghĩ đó, đồng đạo, đối cuộc đời người tu của mình đó, mà nếu người nào đi trước được đó thì coi như là chúng ta lãnh nguyện, còn ở đây thì chúng ta còn nợ đó. Như Đức Thầy nói, Đức Thầy dạy chúng ta là nếu ai lãnh nguyện thì đi, nếu còn nợ, nếu còn mắc nợ thì ở lại dương gian. Vì vậy cho nên sống ở trong cái cuộc đời tạm giả thì nhất là mình đừng học Phật. Chứ nếu như giờ này mà nếu nói về cộng đồng mà chúng ta nói rằng cuộc đời là tạm giả thì chắc có lẽ người ta không có hiểu rồi, người ta không chấp nhận. Bởi vì cuộc sống ngoài đời mà nhiều khi có những cái định hướng đến cả mấy chục năm, đến cả mấy trăm năm sau nữa, thì đây là cái điều kiện tất yếu của xã hội về cái phương diện phát triển kinh tế. Còn về cái phương diện đời sống tâm linh, nhất là người học Phật, thì theo tôi nghĩ rằng chúng ta nên hướng lại ở bản thân của mình. Nhất là quý vị ngồi phía trước đây thì quý vị phần nhiều là chúng ta là những vị cao niên kỹ trưởng, chúng ta đã đứng tuổi rồi. Có thể nói cái lứa tuổi mà lăn lộn trong đời sống thì đối với mình nó đã qua rồi, thì còn lại là những cái sự ngọt bùi trong cái cuộc đời của mình, để rồi chúng ta cố gắng bươn trải thế nào đó trong cuộc đời còn lại của mình, để đến cái ngày cuối cùng chúng ta về thế giới bên kia thì quý vị chúng ta sẽ có được một số công đức mà cái phương ngữ thường dùng đó, kiếm mớ vốn để về quê. Thì đây là những cái phương ngữ mà đồng đạo chúng ta thường dùng ở trong cuộc sống. Và đặc biệt thì ngày hôm nay chúng tôi về đây thì chúng tôi lại nhớ lại một kỷ niệm. Bởi vì ở đây có nhiều kỷ niệm lắm, nói chung là rất là nhiều kỷ niệm, nhưng mà một kỷ niệm mà chúng tôi nhớ hoài là một kỷ niệm mà thuyết chung đồng đạo Phương Kiều. Thì lúc ấy thì đồng đạo Phương Kiều trình bày đến 10 giờ rưỡi rồi. Thì lúc mình lên diễn đàn hầu như là còn khoảng 15-20 phút gì đó, là 11 giờ. Thì lúc ấy thì tôi nói đến đây chỉ kể một mũi chuyện, hai mũi chuyện gì đó, khoảng 30 phút để quý vị dùng cơm, bởi vì đã đến 11 giờ rồi thì chương trình chúng ta cũng đã hết. Nhưng mà quý vị đồng đạo và ban tổ chức thì không đồng ý, dầu trưa cả nào nhưng mà cũng phải muốn chúng tôi phải trình bày cho xong cái đề tài của mình theo cái sự phân công. Thì đối với những cái kỷ niệm đó thì bản thân mình khó quên lắm.
Còn ngày hôm nay thì ngược lại. Hôm nay thì chúng ta dư cái thời gian hôm cái những kỳ trước đó mà chúng tôi vừa nhắc đó, thì lúc ấy thời gian không có, cho nên là chúng ta phải chặt chạy giặt với thời gian, để rồi đồng đạo chúng ta ngồi với một cái không khí oi bức, rồi thêm nhức lưng, thêm mệt mỏi, tuổi cao mà ngồi 3-4 giờ đồng hồ thì quý vị thấy rất là khổ khó. Còn ngày hôm nay thì ngược lại, thì do cái chương trình thì đáng lẽ ra buổi sáng nay thì chúng ta cũng có thêm một cái phần về an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội, nhưng mà do điều kiện khách quan để cho nên vị khách mời không đến được. Do đó thì có thể là buổi sáng nay đồng đạo chỉ nghe một mình ên chúng tôi thì trình bày qua cái chuyên đề này. Và đồng thời thì giờ này, trong cái phiên thuyết giảng này thì chúng tôi cũng rất mừng khi được ban tổ chức yêu cầu để về đây chia sẻ qua 6 câu giảng. Thì qua 6 câu giảng này chúng ta thấy rõ mang một tính chất rất là cần thiết trong đời tu chúng ta, về cái phương diện nhận thức, về cái phương diện tu tập, để rồi chúng ta đạt được kết quả trong cái ngày cuối cùng, nhất là đến cái giờ phút lâm chung đó. Thì thật sự đời tu chúng ta, quý vị thấy như vậy đó, cho mình phải chuẩn bị thế nào đó để khi mà đến cái ngày cuối cùng đó, đến cái giờ phút lâm chung, thì nói chung cái giờ này giống như cái giờ xổ số ha. Cái giờ đó là thành hay bại, đạt hay không, đắc hay là không đắc, thì nó đều có một kết quả hiển nhiên trong cái giờ phút cuối cùng đó. Cho nên thì giờ này trong quá trình hàng ngày thì chúng ta phải quân tập, phải công phu, phải trau dồi thế nào đó để chuẩn bị cho cái chết. Mình nói tốt ra ý đây là muốn nói là chúng ta chuẩn bị cái chết. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng chết mà. Điều này đồng đạo đã nằm lòng rồi, ai cũng chết, ai sống lột vỏ đâu. Nhưng mà cái người có tu hành, có hành đạo, mà phải đặc biệt là người thật tu đó, thì người này chết nhẹ tở lông hồng, chết rất là thoải mái, chết để an nhiên, để rồi có một cái cuộc đời sống sau nó sẽ cao hơn cái đời sống hiện tại. Còn ngược lại mà cái người không có tu, cái người hung dữ, cái người làm ác, thì cái chết chúng ta nặng, rất là nặng, bị nghiệp nó đè, để rồi chúng ta đi vào cái thế giới khác, cái thế giới tội lỗi, cái thế giới mà đọa lạc tầm lưng, để rồi kiếp sau chúng ta rất là khổ hơn so với kiếp hiện tại. Như vậy thì để giải quyết các vấn đề đó thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua 6 câu giảng Đức Thầy, đó là mau thức tỉnh, tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật để chờ. Thì theo tôi nghĩ rằng qua 6 câu giảng này, giờ này mỗi đồng đạo chúng ta đã nằm lòng hết rồi. Bởi vì trong 776 câu của Thánh Phẩm Phiếu Thiện, tức là quyển giảng thứ 5 mà Đức Thầy sáng tác ở tại nhà thương Chợ Quán Sài Gòn năm Tân Tỵ 1941, thì gần như là quyển giảng này quý vị chúng ta đã nằm lòng rồi. Thật sự dầu không nằm lòng nhưng mà chúng ta cũng nghe các cái vị đọc giảng viên ngâm nga hàng ngày trong cái cuộc sống của chúng ta, nhất là ở các ban trị sự mà chúng ta được phép tổ chức đọc giảng trong những ngày xúc vọng, tức là 14 rằm 29-30, hoặc ở nhà đồng đạo chúng ta cũng đã nghe ngâm nga những lời Đức Thầy. Cho nên thì giờ này quý vị cũng đã có được một cái thánh ngôn luận ở nơi cõi lòng của mình. Thì nói đến đây thì chúng ta mở ngoặc có thêm một vấn đề. Thật sự đối với đạo Phật giáo Hòa Hảo mình, nhiều khi mà tôi suy nghĩ đồng đạo, tôi rất là hãnh diện. Bởi vì lời Đức Thầy ngoài cái nghĩa lý siêu màu, thì bên cạnh đó Đức Thầy còn vận dụng một cái vấn đề tuyệt đáo cho mỗi đồng đạo chúng ta nhắc nhở, ngâm nga rồi đọc giảng Thầy. Cho thật chất ra các tôn giáo khác đâu có đồng đạo, đâu có vụ mà đem giáo lý ra mà ngâm nga đọc hàng ngày đâu, phải không đồng đạo? Nhìn hình mình, chúng ta hình dung coi, nên đạo mình có những cái khác luôn, cả thuyết giảng giáo lý cũng vậy. Các tôn giáo khác đâu có thuyết giảng mỗi ngày như mình đâu. Còn hiện giờ trong đạo chúng ta ngày nào cũng có thuyết giảng mà, không có chỗ này thì chỗ này khác, nhất là vấn đề độc giảng. Cho nên quý vị thấy luôn cả đạo Phật cũng vậy, giáo lý nhà Phật, tam tạng giáo điển của Đức Phật đâu có được đọc hàng ngày, trừ khi những người tu hành thì những buổi tối chỉ đọc một số bài liên quan đến kinh Nhược Tụng thôi, đâu có đọc giáo lý đâu mà trọn vẹn hàng ngày đâu. Còn đối với chúng ta thì khác, đạo chúng ta Đức Thầy uyển chuyển cho mình ngày nào cũng gần đạo, ngày nào cũng nghe sám giảng, ngày nào cũng đọc sám giảng, thì đó cũng là một cái tính đặc thù đặc biệt của đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta. Mà tôi mong rằng đây là những điều có thể nói đây là một cái nét văn hóa gọi là phi vật thể của đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta. Mình cần phải duy trì
cái mạng mạch này để phát triển đạo. Bởi vì bản thân mình cũng vậy, ngày xưa mình cũng nghe những đọc giảng viên đọc nhiều lắm, nghe rồi từ từ thấm, rồi từ ở trạng thái thấm đó thì chúng ta mới tìm hiểu nghĩa, để rồi chúng ta làm theo để đến chỗ đắc đạo, đồng đạo. Cho nên đây cũng là một cái phương tiện mà mình cũng mừng nhé. Mừng bởi vì đấy là những cái điều kiện mà Đức Thầy chúng ta đã đặt để rồi, cho nên thì chúng ta cũng phải cố gắng. Như vậy thì qua 6 câu giảng này thì có thể cung cấp cho chúng ta cái thứ nhất là về cái phương diện nhận thức. Cái quan trọng là đồng đạo chúng ta phải có được cái phương diện nhận thức. Và đồng thời qua 6 câu giảng này, ngoài nhận thức trên con đường học Phật, thì Đức Thầy dạy chúng ta đi từng nấc thang một, đi từng cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn tu nhân, rồi sau đó chúng ta đi vào tu Phật, rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ hưởng được cái hoa trái trong cái phút lâm chung, cái ngày cuối cùng. Và chẳng những hưởng được cái hoa trái ở trong cái giờ phút cuối cùng này, mà cuối cùng thì chúng ta được Đức Phật tiếp vớt chúng ta về cái cảnh giới an lạc như là Đức Thầy giới thiệu. Thì đó là cái nội hàm chính yếu của 6 câu giảng này. Thì chúng tôi cũng xin từng tự đi vào trình bày từng ý một, từng câu giảng một qua lời Đức Thầy. Như vậy thì câu giảng đầu tiên Đức Thầy dạy là mau thức tỉnh, tu thân kẻo trởi. Như vậy thì Đức Thầy dùng cái từ mau thì chúng ta biết rồi, đây là nhanh rồi, chứ là nhanh là mau rồi. Cho nên Đức Thầy xác định ở đoạn khác đó, để cho mỗi đồng đạo chúng ta phải nhớ được rằng hôm nay khi mà mình gặp đạo thì yếu tố quan trọng chúng ta phải nhanh, phải gấp, phải mau. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Bởi vì tại sao Thầy dùng chữ mau? Bởi vì đây là cái tâm lý chung đồng đạo. Thường thường thì trong cái sự suy nghĩ của mỗi cá nhân chúng ta đó, thì khi mà mình gặp đạo thì cũng có những người cố gắng tu hành, bên cạnh đó cũng có một số rất là trì trệ, rồi nhiều khi mình còn hẹn lần hẹn lửa. Cho nên khi Đức Thầy dùng cái từ mau ở đây có nghĩa là chúng ta không có hẹn lần hẹn lửa được. Khi mình gặp đạo là chúng ta phải nhanh thực hiện liền, mình không hẹn mai hẹn mốt được. Bởi vì cái số tử thần, quỷ vô thường, lữ hán tử thần không có chờ đợi chúng ta đồng đạo. Cho nên Đức Thầy dạy rất rõ, muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người ràng sớm thì xài lâu hư. Cho nên hôm nay mà khi gặp được đạo rồi thì quan trọng nhất là chúng ta mau. Và trước cái chữ mau này thì Đức Thầy đã dạy rồi, chốn ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Mới tới là mau thức tỉnh tu thân cao trời. Cho nên trước đó Đức Thầy đã dạy những câu giảng trước, khi Đức Thầy diễn tả về 8 cái nỗi khổ của cõi Tây Phương Cực Lạc, thì đến Đức Thầy rốt lại ở cõi đời này chúng ta rơi vào cái chỗ gọi là tim lụng dầu mòn, tức là hết dầu. Mình nói nôm na là mòn là sắp hết dầu, tim lúc này nó lụng rồi. Vì vậy cho nên ngoài cái việc tim lụng dầu mòn, thân của chúng ta tứ đại cũng như thế. Vì vậy nên đây là hai yếu tố căn bản mà khi chúng ta nhận định vấn đề này, mình phải mau, phải nhanh, phải gấp. Và đồng thời dạy chúng ta, Đức Thầy dạy chúng ta là mau thức tỉnh, có nghĩa rằng thức chứ nghĩa là chúng ta đừng có ngủ. Ngược lại với thức là ngủ, mà ngược lại với tỉnh là mê. Vì vậy thức tỉnh có nghĩa là chúng ta phải thức dậy, đừng có mê man, đừng có say sưa trong danh trong lợi. Như đoạn khác Đức Thầy dạy rất rõ đó, thấy chúng sanh ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử không mang tiếng đất. Như vậy thì từ xưa đến giờ, nhiều khi ở trong ngũ dục đó, tham sân si rồi mạn nghi, năm món ngũ độn hoặc là năm món ngũ dục, thì trong đó có vấn đề ăn ngủ. Thì đây là cái điều đương nhiên trong cuộc sống rồi. Cho nên cuộc sống đời thường mà khi mà người ta không có hiểu về đạo, không hiểu về tâm linh, thì người ta nghĩ cuộc sống là hưởng thụ. Vì vậy cho nên lúc ấy thì người ta cũng không quan tâm lắm trong cái cuộc sống, chỉ cần hưởng thụ thôi, ăn ngon, ngủ ngon, ngủ nhiều là tốt, nghĩ là vậy. Chính vì cái cuộc sống hưởng thụ này mà làm cho con người càng ngày càng thêm mờ ám ngu đần, không còn lo lắng đến sự tiêu diệt mà trong cái phần hành trạng của tà mạng, thì Đức Thầy đã dạy rất rõ. Cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta thì giờ này khi gặp đạo thì chúng ta phải mau thức tỉnh. Giống như đoạn khác Đức Thầy than: biết bao giờ gái trai tỉnh thức, trẻ cùng già đồng hiểu Phật gia. Thì khi mà chúng ta đọc những cái án văn này
thì mình cảm thấy rất là thương thầy đồng đạo. Bởi vì cũng vì mê, cũng vì chúng ta say xưa trong một giấc ngủ dài, cho nên giờ này mình mới làm con người tại thế gian này. Như Đức Thầy dạy rất rõ là vì linh hồn chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh và đắc quả vị, nên còn phải đào thai làm con người tại thế gian. Cho nên hôm nay cánh cửa Phật Pháp đã mở rộng. Vì vậy cho nên người gặp đạo, cái quan trọng là chúng ta phải tỉnh thức. Cho nên cái tư tưởng tỉnh thức này, theo tôi nghĩ đó, ngoài cái từ ngữ mà chúng ta tìm hiểu ra, thì cái ý bên trong đó, thì mỗi đồng đạo chúng ta sẽ cảm nhận. Giống như tôi ngày xưa cũng vậy, khi học đạo, bắt đầu học đạo, học những ngày đầu thì không có gì, nhưng mà khi qua ngày thứ ba, thứ tư, thì lúc bây giờ mình tỉnh thức đồng đạo, tức là lòng mình nó có một cái sức mạnh, một cái nguồn năng lượng đang kêu gọi mình cần phải làm gì để mình có được một cuộc sống mới, có được một sự thay đổi trong cái đời sống cá nhân của mình. Vì vậy nên khái niệm tỉnh thức này thì mỗi người có một sự tỉnh hồi không giống nhau. Có người thì thấy người ta khổ, mình tỉnh thức. Có người thì thấy cái người tu hành, mình sinh lòng hoan hỷ tỉnh thức. Rồi có người bản thân mình quá khổ, khổ đến mức độ là chúng ta bí lối không còn đường đi, cho nên mình tỉnh thức. Rồi cũng có người khi nghe một bài thuyết trình, nghe một bài thuyết giảng, nghe một đoạn giảng thầy thì chúng ta tỉnh thức. Vì vậy nên cái khái niệm tỉnh thức này chúng ta chỉ gượng bàn thôi. Chứ kỳ thật ra nếu nói về định lượng của từ ngữ đó, thì mỗi vị chúng ta sẽ cảm nhận ở bên trong, ở tận cái đáy tâm hồn của mình, chứ không phải là chúng ta nói với từ ngữ mà đủ đồng đạo. Thì khi tôi nói vấn đề này, mỗi đồng đạo chúng ta sẽ cảm nhận thôi. Cảm nhận cái ngày đầu mà mình bắt đầu mà tỉnh thức với đạo đó, thì lúc bây giờ chúng ta phải nói gọn là mình có cái những cái giây phút lâng lâng rất là ham tu, rất là ham học, ham ăn chay, ham niệm Phật, vân vân. Thì đó là tùy theo cái điều kiện, cái nội tâm của mỗi đồng đạo chúng ta. Và ở đây ngoài cái việc Đức Thầy dạy mau tỉnh thức, thì Đức Thầy xác định là tu thân kẻo trễ. Từ tu thân thì chúng ta hiểu ngay khái niệm tu thân là sửa mình. Và cái yếu tố tiếp theo Thầy dùng cái từ là kẻo trễ. Như vậy thì nếu như giờ này mình không tỉnh thức tu thân thì đương nhiên là sẽ trễ mất. Cho nên cái thứ nhất câu giảng này chúng ta sẽ bàn hai ý. Một là về phương diện nhận thức, hai là phương diện tu tập. Cho nên muốn đạt ở chỗ phương diện tu tập thì chúng ta phải có phương diện nhận thức. Vì vậy cho nên về phương diện nhận thức thì ở đây đồng đạo chúng ta, nếu như hôm nay gặp đạo thầy mà chúng ta không tu là coi như là muộn mất, coi như là trễ. Cho nên cái từ trễ này đó, thì xin thưa đồng đạo chúng ta đưa ra hai cái ý. Một là trễ với thời kỳ, như Đức Thầy dạy trễ thời kỳ của gặp đặng ta đó. Và cái thứ hai là chúng ta trễ khi định lý vô thường nó đến với chúng ta. Đây là hai cái điều hằng hữu, một là bên ngoài, hai là bản thân chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta phải biết được rằng mình sống trong thời kỳ này là thời kỳ nào. Cái yếu tố quan trọng là chúng ta sống trong thời kỳ này thì mình phải biết đây là cái thời kỳ cuối cùng của cái buổi hạ quân hạ. Mà Đức Thầy đã khẳng định là hạ quân nay đã hết đời, phong ba biến kiểm đổi về gia cán. Vì vậy cho nên yếu tố quan trọng là chúng ta phải nhận định giờ này mình sống ở đây là trong cái thời buổi cuối cùng. Cái thời buổi này giống như cái buổi chiều buổi hạ quân hạ, như Đức Thầy dạy là chờ ít lâu cũng lặn về tay. Cho nên yếu tố quan trọng mình phải nhìn nhận cái cuộc đời vô thường vô ngã, nó không phải là của mình. Cho nên nếu như mà ở đây đồng đạo chúng ta còn hẹn, mình chưa có chịu mà nhất quán theo con đường tu hành, thì coi như là chúng ta trễ mất đồng đạo. Hơn thế nữa, thời kỳ này Đức Thầy xác định rất rõ đó, kỳ xả tội nó còn một lúc sau chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Cho nên thời kỳ này Đức Thầy xác định là thời kỳ phải nói gọn là thời kỳ xả tội. Thời kỳ ngày xưa thì tu hành nó lâu đắt, nó khó đắt lắm. Còn thời kỳ này chúng ta nói nôm na là thời kỳ khuyến mãi đó. Mình tu rất là dễ đắt, mình phải tận dụng cái thời gian này. Như lời Đức Thầy dạy, tu hành đâu có tốn xu mà sao thoát khỏi lao tù thế gian. Hoặc là ta bây giờ tu niệm tầm thường sao danh thể xả hương khắp chốn. Thì thật sự con đường tu hành chúng ta, mình đâu có tốn tiền tốn bạc gì đâu. Chẳng những chúng ta không tốn tiền mà mình tu còn lợi tiền đồng đạo, còn lợi tiền nữa. Thật sự đồng đạo chúng ta nhờ tu hành mình giàu đó. Cho nên người tín đồ Phật giáo và hảo, nhiều khi quý cô ngồi trước mặt mình như vậy, chứ bây giờ chúng ta hỏi là cái gia cảnh coi,
đâu phải là bình thường đâu, toàn là đại gia không có đồng đạo, ít có người nghèo lắm đó. Không, thật sự là tôi hỏi đội cái thằng đồng đạo. Cho nên mình nhờ mình cần kiệm sốt sắng lo làm ăn rồi lo tu hiện chân cấp, cho nên tự nhiên là chúng ta có dư. Ông Thánh đã dạy rất rõ là tích tiểu thành đa. Vì vậy cho nên đồng đạo cũng đã đồng ý với mình rồi. Tôi cũng vậy, nào đó tôi nghèo lắm chứ, nhưng mà từ ngày biết đạo đến giờ mình không có phạm tứ đổ tượng. Mình ăn thật, nói thật, làm thật, tu thiệt à. Mà Đức Thầy dạy tu thật tâm thì được thánh thơi, tự nhiên nghe cái gì nó đến với mình, nó đến là đồng đạo à. Thì đây là cái điều mình đã cảm nhận trong cái thực tế cuộc sống. Do đó cho nên giờ này đồng đạo phải khẳng định rằng cái thời kỳ này là cái thời kỳ vàng son để chúng ta lo tu hành đồng đạo. Cho nên hôm nay nếu trở thời kỳ này rồi thì coi như là chúng ta đã muộn mất. Mình không còn được cái cơ hội thứ hai quý vị. Cho nên quý vị nhớ lại, dù sao nó chăng nữa thì chúng ta cũng phải tránh cái trường hợp, cái trường hợp mà giống như một cái nhà nông vậy đó. Khi mà gặp Đức Thích Ca cùng với các vị thánh chúng đằng xa đi lại, thì vị nhà nông này hoan hỷ lắm, là tức là muốn tu, gặp Đức Phật là muốn tu hoan hỷ lắm. Nhưng mà nhìn lại cái miếng ruộng của mình đó thì cài chưa có xong, mà giờ này tu hành là bỏ miếng ruộng làm sao đấy. Cho lúc bây giờ trong tâm lại sinh cái sự giải đãi, thôi kệ rác đi, bữa nào cài xong miếng ruộng gặp Phật hả tu ấy. Thì đây là trường hợp mà chúng ta phải tránh đồng đạo. Bởi vì quý vị biết rằng cái cơ hội á, cái cơ hội đến được một lần thôi đồng đạo à. Chúng ta phải nắm bắt cái thời cơ. Vì vậy cho nên cái thời cơ đến một lần, mà nếu chúng ta bỏ cái cơ hội đó rồi, mai mốt muốn đến là không có đâu đồng đạo ơi, không bao giờ có. Vì vậy cho nên lúc bây giờ Đức Phật đã hiểu được cái tâm niệm của vị nhà nông đó, cho nên Đức Phật mới lớn tiếng nói này: A Nan, ngươi hãy nhìn cái vị nông phu cày ruộng trước mặt của chúng ta. Vị nông phu này đã gặp hết 8 vị Phật, đã trải qua 91 tế kiếp rồi. Ta là vị Phật thứ 9. 8 vị Phật kia, vị nông phu này lần nào cũng hẹn lần hẹn lửa muốn tu mà còn đợi, muốn tu mà còn sợ, muốn tu mà còn hẹn. Cho nên đến giờ này trải qua 81 kiếp, ta là vị Phật sau cùng mà vị nông phu này vẫn còn hẹn nữa kìa. Thì khi mà Đức Phật nói câu này thì lúc bây giờ vị này nghe, và khi nghe Đức Phật nói A Nan như vậy thì hết hồn bỏ cây cài, bước lên ruộng và quỳ xuống quy với Đức Phật, và cuối cùng chứng được thánh quả đồng đạo. Cho nên hôm nay chúng ta phải nhận định cái thời buổi chúng ta ở, cái thời kỳ này, thời kỳ cuối cùng đồng đạo, nó khác ngày xưa rồi. Quý vị nhìn thoáng một chút mọi cái sự kiện xung quanh chúng ta, từ cái thời tiết nè đến con người nè, thì đồng đạo thấy không, thời kỳ này nó khác dữ lắm đồng đạo à. Nó khác về mọi mặt luôn đồng đạo. Ngoài cái việc trời giông gió sấy mùa sấy tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi, thì đồng đạo thấy điều này đồng đạo rõ hơn mình rồi. Quý vị cao tuổi thì đồng đạo nhớ những năm mà những mươi năm về trước đó, những thập niên về trước, thì thường thường thì ông trời thì theo 4 mùa đông tây, tức là xuân hạ thu đông, mùa nào ra mùa đấy. Còn ngày giờ này thì xin thưa quý vị là khác đâu. Nhiều khi ông muốn mưa là mưa, muốn bão là bão à. Cái thời cuộc đã có nhiều cái sự biến động rồi. Ngoài cái sự biến động về tự nhiên của cái định lý, của cái sự tạo hóa, về trời đất, về giông tố, về bão lụt, rồi đồng thời về bệnh tật, nó cũng có một cái sự biến động lớn. Bởi vì ngày xưa đâu có bệnh nhiều đồng đạo. Ở đây những vị mà từ 60, 70 tuổi trở lên, đồng đạo biết ngày xưa đâu có bệnh. Còn ngày giờ này thôi, nếu nói bệnh thì chúng ta thấy không, con người mình giờ này mà nếu nói rằng đó, cái bệnh tật chúng ta thì thật sự như Đức Thầy dạy, chúng ta không có bút mực nào tả hết được. Hầu đó mà khi Đức Thầy sáng tác cái bài này, hầu như lúc bây giờ người ta chưa có tin. Nhưng mà ngày giờ này đồng đạo thấy rõ, bệnh viện tối tân chừng nào, ra nhiều chừng nào, thì cái người nằm viện nhiều chừng đó. Hầu đó đâu có bệnh ung thư, hầu đó đâu có bệnh đột quỵ, hầu đó đâu có bệnh tháo đáy đường, đúng không? Còn giờ này chúng ta thấy những cái căn bệnh mà phải nói rõ, nó dễ dàng cướp mất đi cuộc đời chúng ta. Rồi thêm thế nữa, thời kỳ này đồng đạo có thấy không, một điều này tôi rất là mừng đồng đạo, đó là vào cái thời kỳ này bắt đầu lừa lọc. Thời kỳ này gọi là thời kỳ thanh trừ đó, thời kỳ lừa lọc. Nếu con người nào hiền hậu, thiệt thà, nhân đức thì thời kỳ này sẽ còn nghe đồng đạo. Còn những cái con người mà hung sùng, bạo ngược, nhũng nhiễu, tham ô vân vân, tức là lấy của người ta, tiền bạc người ta, mồ hôi nước mắt của người khác mà về làm của mình, thì đồng đạo thấy không, cái khổ nó kề gần.
Cho nên thời kỳ này mình có những cái sự suy nghĩ, chỉ cần trong vài năm lại đây thôi, tức là giai đoạn khoảng chừng một thập niên trở về đây thôi, thì quý vị thấy sự kiện nó hoàn toàn khác đồng đạo. Cho nên ngày giờ này đồng đạo chúng ta ăn thiệt làm thiệt, nói hồi nãy đó, mình không có tham ô ai hết trơn á, mình ngủ thẳng cẳng, ngủ ngon, không có khổ đồng đạo ơi, càng ngày càng hạnh phúc lắm. Còn nếu mà chúng ta có làm một điều gì mà sái quấy rồi đó, chúng ta khổ lắm đồng đạo à. Mình trốn trời khỏi, trốn người khỏi, trốn trời sao khỏi. Nhưng mà thời kỳ này lúc đầu có thể là trốn khỏi, nhưng mà cuối cùng rồi cái gì nó ra cái đó. Thời kỳ này đồng đạo hình dung cho tôi cái gì ra cái đó thôi, để làm chi? Bởi vì thời kỳ bắt lọc lừa, thay đổi, lành còn giữ mất, đi đến chỗ công bằng nhân đạo, thì xã hội loài người từ từ sẽ có một sự biến chuyển. Biến chuyển hoài, biến chuyển mãi, cho đến cái thời thượng quân tích đức mà thôi. Để chúng ta thấy cái thời buổi nó lọc lừa. Cho nên đây là cái điểm, một dấu hiệu rất là mừng cho người tu chúng ta đồng đạo. Còn những người ham tiền, ham danh, lấy tiền của thiên hạ, của bá tánh về làm của điên của mình, bỏ tu điên của mình, thì đồng đạo thấy kỹ coi, được bao lâu nè? Đâu phải họ nghèo, đồng đạo họ rất là giàu, họ rất là giàu, nhưng mà lòng tham thì không có giới hạn giàu nghèo, phải không? Nhiều khi người ta giàu nó còn tham người nghèo nữa, và cuối cùng thì phải ngồi tù rồi, cái danh giá, cái uy tín không còn, nói chi đâu phải ngồi tù, rồi nặng nữa là phải tử hình đó. Tham tiền tham cổ cuối cùng phải trả một cái giá rất là đắt ở trong cuộc sống. Cho nên đây là những cái dấu hiệu để chúng ta thấy rõ mình sống trong cái thời kỳ hạ nguyên này. Vì vậy nên Đức Thầy mới dạy là lo lo liệu liệu chịu tiến trần, có một hội này lập lấy thân, chớ để trễ trầy e chẳng kịp, khuyên ai khuyên sớm đáng chuyên cần. Vì vậy cho nên giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải nhận định rõ, thời kỳ này chúng ta không tu đó là trễ mất đồng đạo. Nếu để chờ sấm nổ vang thinh, e bá tánh ăn năn đã muộn. Vì vậy nên giờ này mình phải trân trọng thời gian này, để chúng ta nhận định cái cuộc đời là giả tạm. Có rất là nhiều cái dấu hiệu để chúng ta nhận diện được những cái mà chúng ta thấy. Rồi cái thứ hai nữa, về phương diện nhận thức thì chúng ta phải nhìn lại xác thân của mình. Xác thân của mình là tứ đại rồi, thân tứ đại rồi. Còn nếu nói bên ngoài thì thầy xác định rất rõ như câu giảng trước mà tôi vừa nhắc hồi nãy, tức là cái cuộc đời chúng ta ở đây giống như tim lũng dầu mòn, nó sẽ tắt rụi trong nay mai. Còn bản thân chúng ta là thân tứ đại, lấy chi mà bền chắc. Vì vậy cho nên cái tiếp theo nữa mình phải nhận định là cái thân của mình giàu có sang trọng, có giàu có quyền cao chức trọng, nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta không ai thoát khỏi lưỡng hái tử thần. Vì vậy cho nên khi mà còn sức khỏe, khi mà còn có điều kiện để chúng ta hành đạo, mà quý vị chúng ta không lo hành đạo thì coi như là chúng ta trễ. Bởi vì nhiều đồng đạo lại gặp mình, hoặc giả là có những cái lời phải nói gọn là chúng ta thấy rất là thương: chú Tâm ơi, chú Tâm tu tiếc thiệt, tại sao mà tôi gặp đạo trễ như vậy? Phải ước gì mà giờ này mà tôi trẻ lại 20 tuổi, 10 tuổi nha, tôi tu hành, tôi làm từ thiện dữ lắm, còn giờ này già rồi, làm đâu có nổi nữa. Như vậy thì chúng ta tránh cái trường hợp này đồng đạo, mình đừng có tiếc nối về sau. Cho nên giờ này nếu đồng đạo không tu đó, mà khi cái lưỡi hái tử thần nó đến rồi, thì xin thưa quý vị, lúc bây giờ là trễ mất, là muộn mất. Như Đức Thầy dạy là khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, vĩ vô thường dắt xuống diêm đình, sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt cái thưởng hai đường tỏ rõ. Hay hoặc là phước nhiều tiên rạch cảnh lên rài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thảm thê, chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toán. Vì vậy Đức Thầy mới dạy chúng ta chỗ này đó là mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới muộn màng. Cho nên giờ này nếu chúng ta không tu thì khi đến cái ngày cuối cùng, cái ngày mà xử án, cái ngày mà Diêm La Vương kêu gọi chúng ta đến, cái ngày mà phán quan xử án chúng ta, Diêm La Vương đem cái đài nguyệt kiến để hài cái tội chúng ta, thì đến ngày đó chúng ta có hối thì xin thưa đồng đạo coi như là muộn mất rồi. Muộn mất rồi, bởi vì nhân mình đã gieo rồi, phải không? Nhân đã gieo rồi, cho nên đã kết thành quả rồi. Mà khi kết thành quả rồi mà chúng ta muốn thay đổi quả đâu có được. Quý vị trồng một cây ớt mà quý vị muốn cái quả cam làm gì có, phải không đồng đạo? Cho nên đến tội rồi mà hối muộn màng đâu có được. Hối hối hận là muộn rồi, rất là muộn màng. Cho nên hôm nay muốn có được quả cam phải trồng hạt cam, còn trồng hạt ớt thì đương nhiên cái kết quả nó là trái ớt mà thôi. Rồi mình nói đời thường cũng vậy, những cái tên tử tội,
những cái vị quan liêu nhũng nhiễu tiền bạc của dân chúng, thì lúc họ là những vị tham quan, họ bỏ túi điên, họ đâu có nói đâu, họ đâu có ăn năn, họ là phải nói rõ là thỏa mãn để xài số tiền này, bởi tiền không hôi nước mắt mà. Nhưng mà khi họ lãnh cái án tù, lãnh cái án chung thân, lãnh cái án tử, rồi họ có ăn năn có được không đồng đạo? Xin thưa là không. Dầu ăn năn cái nào nhưng mà tội đã dở rồi thì coi như là không bao giờ chúng ta thoát khỏi. Vì vậy cho nên giờ này, trong yếu tố qua hai câu giảng đầu tiên của Đức Thầy, thì mỗi đồng đạo chúng ta về cái phương diện nhận thức, thì chúng ta cần phải nhận thức được rằng mình đi theo một cái định lý nhân quả. Chúng ta gieo cái nhân gì thì đương nhiên chúng ta sẽ hưởng cái quả đấy. Thì đây là cái điều rất là rõ rệt trong cái cuộc sống. Và đồng thời chúng ta phải nhận định về cái ý quan trọng là cái cuộc đời này nó không trường tồn vĩnh cửu, mà nó sẽ theo một cái định lý thời gian, thành trụ hoại không, sanh trụ với dị diệt. Rồi cuộc đời này nó có cái lứa tuổi của nó, có cái thời hạn của nó, một ngày nào đó nó cũng bị tan rã thôi. Cho nên khi mà chúng ta còn sống ở đây thì mình cũng cố gắng gây tạo. Rồi luôn cả bản thân chúng ta cũng vậy, bản thân chúng ta cũng có thời hạn, quả địa cầu có thời hạn, bản thân chúng ta có thời hạn. Nói chung lại những gì mà là vật chất đều có thời hạn, những cái gì mà chúng ta cảm thấy, cảm nhận được thì đều có thời hạn. Như Đức Thầy dạy rất rõ là trên dương thế hữu hình tắc hoại, những cái gì mà có hình tướng thì xin thưa đồng đạo, cái này đương nhiên nó sẽ hoại diệt theo cái định lý, theo cái công lệ tự nhiên từ xưa đến nay. Mà những cái gì nó theo một công lệ rồi thì chúng ta không thể nào đổi khác. Cho nên hôm nay nếu chúng ta không tu hành thì đến cái ngày cuối cùng mình không làm hiền mà chúng ta làm dữ, thì đến cái ngày cuối cùng, đến khi mà tội đã dệt rồi, cái quả đến rồi mà chúng ta muốn làm khác thì xin thưa đồng đạo không có. Thì đấy là về cái phương diện nhận thức, mình phải nhận thức cho được các yếu tố đó. Cho nên khi nhận thức các yếu tố đó rồi thì bắt đầu chúng ta trở lại cái phương diện tu tập. Và về phương diện tu tập này thì Đức Thầy dạy yếu tố đầu tiên là chúng ta phải tu nhân. Kính thưa đồng đạo, mình nhận thức nãy giờ là nhận thức rất là sâu sắc. Cái nhận thức mà chúng ta bàn nãy giờ, ai dạy chúng ta dạy đồng đạo? Ai dạy tôi và quý vị thì phải là Phật không? Nhờ Đức Phật dạy chúng ta biết được cuộc đời này là vô thường vô ngã. Sông với núi trước kia mắt ngó, khi chết rồi thấy nó đặng nào. Ai biết đường hãy sớm tạo đào, tìm đạo lý, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi. Thì đây là ông Phật ông dạy chúng ta. Rồi nhờ ông Phật dạy chúng ta biết được rằng là cái thân này là do tứ đại đất nước lửa khí hiệp thành, sớm muộn gì cũng bị tan rã. Mà nếu không có ông Phật dạy chúng ta thì làm gì chúng ta biết được cuộc đời là giả tạm? Làm gì chúng ta biết được hạ quân đã hết đời? Làm gì chúng ta biết được rằng sắp sửa lập đời tân trở lại? Làm gì chúng ta biết được rằng mình sẽ sống cuộc đời thượng cổ đồng đạo? Không có ông Phật dạy chúng ta, làm gì chúng ta biết được thân này là có sanh, có lão, có bệnh, có tử? Dầu rằng vấn đề này là đương nhiên nó có trong cuộc sống mà chúng ta không biết đâu đồng đạo. Rồi nếu không có ông Phật dạy chúng ta thì làm gì chúng ta biết được ăn năn đã muộn? Làm gì biết được cái luật nhân quả? Làm gì biết được rằng sau khi chúng ta chết rồi, linh hồn chúng ta sẽ đọa lạc trầm luân vào ba con đường khổ nếu như chúng ta không làm lành, nếu như chúng ta làm dữ? Thì những yếu tố đó về phương diện nhận thức thì hoàn toàn ông Phật dạy chúng ta, thầy dạy chúng ta. Nếu không có ông Phật dạy chúng ta, không có thầy dạy chúng ta thì chúng ta vẫn mê lầm, không hiểu được những cái chân lý đó. Và khi chúng ta học Phật rồi thì yếu tố quan trọng trước tiên là đồng đạo chúng ta phải tu nhân. Cho nên khái niệm tu nhân này được Đức Thầy đặt để qua hai cái từ, đó là chúng ta phải tu thân. Vậy thì nếu như người nào mà có tu thân thì người này không có trễ. Nếu chúng ta có tu thân là coi như không có trễ. Mà nếu như người nào mà có tu thân thì người này không bao giờ chúng ta đến tội mà hối. Bởi vì khi có tu thân là lúc bây giờ mình đã gieo những cái nhân duyên lành trong cái cuộc sống này để chúng ta hưởng được cái hoa trái đồng đạo, phải không? Cho nên các khái niệm về phương diện tu tập ở hai câu giảng đầu tiên này thì mỗi đồng đạo chúng ta giờ này quý vị phải còn gọi là tu thân. Thì đây là một cái lĩnh vực của tu nhân trong đạo Phật giáo hòa hảo chúng ta. Như vậy thì tu thân là gì? Tu thân là sửa mình. Phật tiên thánh lòng nhân hà hải, những ước ao thế giới hòa bình, nên khuyên đời truyền bá sử kinh cho sanh chúng sửa mình trong sạch.
Như vậy thì cái khi mà nhận định được như vậy thì chúng ta quay lại sửa mình. Mỗi đồng đạo chúng ta nếu không sửa mình thì coi như chúng ta thất bại. Và hơn thế nữa, khái niệm tu thân thì khái niệm này không có lạ đồng đạo. Bởi vì trong đại học Khổng Tử đã dạy rất rõ là tự thiên tử dĩ ư thứ nhân nhất gia dĩ vi tu thân chi bổn. Có nghĩa Khổng Tử đã dạy trong đại học một trong tứ thơ đó, thì Khổng Tử dạy rất rõ từ vua cho đến quan cho đến các vị thứ dân mà đều lấy cái sự tu thân làm gốc. Như vậy thì vua mà biết tu thân thì đây là ông vua hiền đức. Mà vua mà không biết tu thân giống như vua Trụ vua Kiệt thì ông đây là ông vua hung dữ, ông vua bạo ngược. Cái người quan mà biết tu thân thì đây là cái người quan gọi là cha mẹ của, tức là cha mẹ của phụ mẫu, tức là đây là người quan giống như là phụ mẫu của dân vậy đó, cha mẹ của dân, chăm dân, lo dân, không có nhũng nhiễu, không có tham quan, không có hối lộ, thì đó là người những cái vị quan gọi là tu thân. Cho nên nếu như thật sự những vị quan này tu thân thì đất nước phát triển, mà cái người dân mà có tu thân thì đất nước sẽ mạnh, dân sẽ giàu. Và cái người dân mà tu thân đầu thì không có những cái sự kiện, phải nói gọn là tệ nạn xã hội, an ninh trật tự thì lúc bây giờ quá tuyệt vời, không có còn cái trường hợp mất an ninh trật tự. Thì đó là chúng ta hiểu theo một cái phạm vi lớn, phạm vi cộng đồng. Cho nên ở hình nhi hạ học thì Khổng Tử đã dạy dục bình thiên hạ thì phải tiên trị kỳ quốc, dục trị kỳ quốc thì phải tiên tệ kỳ gia, mà dục tệ kỳ gia phải tiên tu kỳ thân. Có nghĩa là muốn bình thiên hạ thì trước tiên đó thì chúng ta phải là cái người giỏi về trị quốc. Mà muốn giỏi về trị quốc thì cái người này phải giỏi về tề gia, mà cái người muốn giỏi về tề gia thì cái người này phải là người tu thân. Cho nên tu tề trị bình, đây là cái thuyết mà trong hình nhi hạ học Khổng Tử đã dạy. Rồi đến hình nhi thượng học thì đến là cách vật trí tri thành ý chánh tâm, nó đi sâu vào nội tâm hơn nữa. Còn cái chúng ta bàn là hình nhi hạ. Cho nên một cái người muốn bình thiên hạ, được thiên hạ tôn trọng, kính nể, đỉnh đạt trong cuộc sống thì yếu tố quan trọng thì vị vua này phải giỏi về trị quốc. Khi giỏi về trị quốc rồi mới được lòng thiên hạ. Mà vị vua này muốn giỏi trị quốc thì ông này phải giỏi trị nhà, tức là gia đình, vợ con, anh em trong gia đình, gọi là tề gia, phải tề gia mới được. Chúng ta tức là mình phải có một cái sự ứng xử thế nào đó trong gia đình của mình. Còn nếu gia đình của mình có những cái nhân khẩu gọn trong tổ chức, mình vợ mình chồng mình, rồi mình với mấy đứa con, mà trong 4 năm thành viên trong nhà mình mà nó lục đục nhau hoài thì coi như là đường tu chúng ta đổ vỡ. Như vậy đâu có được đồng đạo, phải không? Cho nên những cái yếu tố quan trọng này thấy nó nhỏ, nhưng mà không nhỏ đồng đạo. Chỉ cần mình tu làm sao mà đạt ở chỗ như thầy dạy là chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền đó, thì xin thưa đồng đạo, đây không phải là điều đơn giản đâu. Về văn phạm chúng ta hiểu, chúng ta biết hết. Về tu cầu gia đạo vuông tròn chúng ta hiểu hết. Nhưng mà thật sự muốn đạt ở chỗ chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền không phải là dễ. Và muốn đạt ở chỗ chồng và vợ thuận, cháu con thảo hiền thì ít nhất cái người này, bản thân người này phải là người tu thân. Mình là người tu thân, mình là người mẫu. Mình là cái người, phải nói rõ là một cái người mẫu, một cái người có một cái cách ăn ở thế nào đó, mà chúng ta sống làm sao, mình là người tu, mình ở đời làm sao đó mà chồng mình rất là nể mình, vợ mình rất là trọng mình, luôn cả con cái mình nó rất là trọng mình. Bởi vì mình đi đúng theo một cái khuôn khổ, là thật sự là cái người sửa mình. Cho nên các khái niệm về tu thân rất là quan trọng, thế như vậy rất là quan trọng đồng đạo. Vì vậy sách xưa cho biết rất rõ là duẩn năng lạc phát phương thành trúc, ngư chỉ bôn ba thủy qua long. Có nghĩa rằng cái mục măng đó mà muốn thành cái tre đó thì mục măng này nó phải lột cái vỏ xấu quế bên ngoài mới thành cái tre. Rồi con cá này muốn quá rồng đó thì con cá này phải ngưng cái bơi lội mới quá rồng. Cho nên hôm nay mà chúng ta muốn quá rồng, chúng ta muốn lột xác đó, thì đồng đạo phải dừng lại cái việc danh lợi tình, chúng ta mới lột xác. Còn nếu như tôi bởi vì cứ bưng bương trải, cứ bư lội hoài trong danh, trong lợi, trong tình thì bao giờ chúng ta mới quá được rồng. Và đồng thời quý vị nhìn một bụi tre thì đồng đạo nhìn đi, trong bụi tre thì luôn luôn có một cây tre ngay, cái tre cao, cái tre to, rồi có những cây tre cong queo, rồi trong ấy cũng có những cây tre nhỏ.
Rồi trong ấy có những cái cây tre mà sừng sững như vậy mà xài không được, gọi là cây tre đu đỏ. Rồi đồng thời có những cây măng nữa. Ê, bây giờ mình đem cây tre ra mình định hình cái mình biết đồng đạo, bởi vì nói vấn đề đồng đạo cảm nhận dễ lắm. Tất cả chúng ta ai cũng biết bụi tre. Như vậy thì cái bụi tre, cái cây tre đó mà ngày xưa Khổng Tử dạy dụng nhân như dụng mộc đó, cái cây tre mà đem mà làm cái đồng giông đó, đem làm cái cột cái đó, thì cái tre này phải là cây tre ngay. Mà nếu nói cây tre ngay thì cái tre này khi mọc lên, thứ nhất là nó phải lột bỏ hết cái lớp vỏ bên ngoài, nó mới thành một cây tre ngay. Cái thứ hai, cây tre này nó phải chen chút, nó chen chút ở trong một bụi tre, nó phải là chen chút, nó đứng vững, nó chen chút mới ngay, phải đồng đạo mới ngay. Vì vậy nên hôm nay chúng ta tu hành mà đồng đạo mình không có chen chút, mình gặp cái gì mà khổ khổ một chút cái mình thối lui à, mình thấy người ta chơi mình thối lui à, mình tu hành gặp một hai cái nạn nhỏ nhỏ mình thối lui, vậy đem đấu cái tre ngay được. Cây tre ngay nó phải chen chút trong cái bụi tre, mà cây tre nào ở chính giữa nó chen chút bị ép mình á, ép mình á, thì nó mới là cây tre ngay. Rồi cái thứ hai, cây tre cong rồi tre ngoài, cây tre này thấy khó khó là trốn nè, thấy khổ khổ là chạy nè, cho nên nó cong, bởi vì nó không có được uống á đó ngoài, mà cho nên nó đầu gió qua nó tạt qua, gió lợi nó tạt lợi thì nó là cây tre cong. Mà cây tre cong có bao giờ mà làm được cái cột cái đâu, cây tre cong nước làm nóng nhà thì có. Về vậy nó đồng đạo chúng ta tu mà ẩn ẩn xìu xìu đó nghe, gió hướng nào mà theo hướng đấy, quý vị nhìn cái tre cong á, phải không quý vị, nhìn cái tre cong đó, mình tu không có nên xìu được, tu phải nhất quán là đồng đạo à, phải không quý vị. Vì vậy nên mình dụng sự đạt lý, mà nếu cái tre cong thì xài không có được. Rồi đồng thời bên cạnh đó nó có thêm cái tre đu đỏ. Tại sao gọi là tre đu đỏ? Bởi vì cái tre này khi mà nó vừa lên nó bị gió nó tạt ngang đuôi mắt cái đỏ. Vậy thì đuôi đỏ là ý muốn nói là cái người tu chúng ta, con người này mất cái định hướng đồng đạo. Mình tu tới đạo Phật giáo hòa hảo, mà giờ này chúng ta ham linh ham nghiệm, chạy theo đạo này, bước qua đạo kia rồi đi qua đạo nọ, nhẹ dạ dễ tin, thì đồng đạo nhìn cái tre đu đọt đi quý vị biết à. Cho nên cái tre đu đọt nó cũng là một cái tre, nhưng mà cái thịt ở trong đó, hồi đó tôi đành lắm, hồi đó tôi rất là thích tre, hồi lúc còn nhỏ thích tre lắm, tôi đốn tre rất là hay đồng đạo. Dù đằng cây bụi tre nó to cả nào cũng tre rừng nghe, tre rắn nhện, hồi đó tôi rất là siêng. Thời điểm khoảng 15-17 tuổi tôi đốn tre rất là giỏi, hồi đó tôi biết đành lắm. Và đặc biệt cái tre đu đọt cũng giống như tre mình đó, nhưng mà thịt nó không có bằng đồng đạo ơi, thịt nó ái hết trơn à. Cây tre mà có đọt, mình lấy ví dụ mình làm cái gì mình xài được 5 năm nó hư đi, còn cái tre đu đọt cái thịt của nó ái, nó mềm, nó không có được dễ giặt đó, chúng ta xài năm mà vài tháng nó hư à. Thì người tu của mình mà nếu không có định hướng đó thì cũng như cái tre đu đọt đó, đây là cái người không có tu thân. Rồi cái thứ cuối cùng nữa là một cái cây măng, một cái cây măng nó cao sừng sững như vậy. Như vậy thì tại sao có cây măng cao sừng sững? Cây măng này nó không lột bỏ cái lớp vỏ bên ngoài của nó, cái sự xú uế của nó. Vì vậy nên nó vẫn là cây măng, dầu rằng nó trải qua 5 năm, 7 năm nó vẫn là cây măng. Mà đồng đạo nhớ, khi mà cây măng sừng sững nó làm gì không được trơn. Phải chỉ cây măng nhỏ gì còn chặt một măng vô còn nấu được nồi canh ăn. Còn cây măng sừng sững coi như là lúc bây giờ là mai mốt nó cũng gãy, nó cũng ngã. Mà đằng mấy cô nhớ không, cái cây măng mà sừng sững đem chụm củi nó không được đâu, nó thua giá nhện đó. Giá nhện như vậy nó còn giúp cho mình nấu được nồi nước, nồi cơm, một nồi là một nồi canh á. Còn mà cái cây măng sừng sững mà chúng ta chặt ra đồng đạo thấy thịt nó là giống như là chúng ta đem đi bỏ luôn, không có nấu nước gì nữa sao. Như vậy thì đó là biểu hiện cái câu mà dưỡng năng lạc pháp phương thành trúc. Có nghĩa rằng trong cái cuộc sống giờ này chúng ta muốn thành cây tre tốt hay là cây tre không tốt, cây tre đu đọt hay cây măng là hoàn toàn do mình. Cho nên giờ này nếu mà chúng ta sửa mình, chúng ta chấp nhận sửa mình thì mình sẽ thành một cái vật hữu dụng. Cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta rằng là sát trần tục như cây cảnh khết, làm hiền lành ắt phải tiêu mòn, đẻo với bào điếc nó cũng tròn, đến chừng đó trông vào rất tốt. Kính thưa đồng đạo, mình phải chấp nhận đẻo mình. Kính thưa quý vị, cảm ơn đồng đạo. Mình phải chấp nhận đẻo mình đồng đạo. Bởi vì Đức Thầy dạy là những thói hư tật xấu ở đăng chùa sao sẽ thấy người xưa tường tận mặt. Như vậy thì nếu nói về thói hư tật xấu thì chắc là tôi bởi vì chúng ta còn, bản thân tôi biết mình cũng còn nhiều thư tật xấu dữ lắm. Mình giờ này cũng đẻo cũng bào dữ lắm đồng đạo à. Tất cả chúng ta phải nhìn cái điểm sai của mình. Cái điều quan trọng ở cái lĩnh vực tu thân này đó, thì đồng đạo đừng có bảo thủ, đồng đạo đừng có bản ngã,
mình phải nhìn cái sai của mình để mình sửa, mình phải biết cái bệnh mình để mình trị. Còn giờ này chúng ta tu thân mình còn bản ngã, chàng ơi tôi đâu có sai, mình bảo thủ tôi đâu có trật đâu, tôi đúng mà. Thì coi chừng cái bản ngã đó, cái sự nhìn nhận sai lầm đó nó trở lại giết hại chúng ta ấy. Thì đấy là chúng ta phải có một cái cách nhìn như vậy. Và đồng thời về cái vấn đề tu thân này thì yếu tố căn bản ở đây là mỗi đồng đạo chúng ta phải giữ gìn tứ ân. Dầu rằng tứ ân nó không phải là tu thân, không phải là sửa mình, nhưng mà lại có một cái sự liên đế trong cuộc sống. Cho nên một con người mà sống trong cõi đời này mà bất hiếu với ông bà cha mẹ thì những con người này chúng ta đâu có đáng mặt là người quân tử đâu. Cho nên một cái người thật sự là tu thân để đạt ở chỗ tề gia trị quốc bình thiên hạ thì bản thân người này phải là cái người sống vì mọi người, sống vì gia đình mình, là những đứa con hiếu thảo, sống vì quê hương, vì đất nước của mình. Như lời Đức Thầy dạy chúng ta là bờ cõi vững lận thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm. Mình phải sống vì người khác, sống vì mọi người, rồi chúng ta phải đền trả luôn cả là ân tam bảo, rồi ân đồng bào nhóm lại. Thì yếu đây là yếu tố đầu tiên là cái thềm thang của cái sự tu thân. Mà nếu như giờ này bốn điều này chúng ta làm không xong thì quý vị chúng ta rất là khó đạt ở chỗ tu thân. Và đồng thời Đức Thầy dạy chúng ta rất rõ về cái lời nói đầu của cái bài Luận Về Tam Nghiệp: sanh ra trong trần, con người giàu muốn hay giàu không cũng phải chịu cái sự chi phối định lực thiên nhiên. Định lực ấy gồm vào một chữ đạo. Đạo con người cái bằng đạo nhân, và nó là một con đường đi trúng thì sống, bước trật tắt chết. Vậy thì muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân. Vậy thì làm tròn nhân đạo là một cái khái niệm trong cái vấn đề mà chúng ta phải tu thân đồng đạo. Do đó Đức Thầy dạy muốn làm tròn nhân đạo thì phải giữ vẹn tứ ân, nhưng trước hết phải tránh tam nghiệp và chừa thập ác. Cũng như muốn làm giàu phải ráng tránh đừng cho thiếu nợ. Vì vậy cho nên hôm nay yếu tố quan trọng đi đôi với đền trả tứ ân thì quý vị đồng đạo chúng ta phải sửa mình. Mình phải thực hiện được hành thập thiện nghiệp để chúng ta xa rời 10 điều ác đồng đạo. Cho nên giờ này vấn đề này thì theo tôi nghĩ là không khó, nhưng mà dễ cũng không phải là dễ nếu chúng ta không thực hành. Đồng đạo đừng cần nhìn ấy. Giờ này tôi và quý vị là mỗi người nhìn mình, nhìn cái xác thân của mình. Mà nếu thân mình mà không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm là chúng ta đi được một phần của tu thân của đồng đạo, phải không quý vị? Còn giờ này nếu như mình còn phạm ba vấn đề này thì chúng ta đi vào con đường tạo lỗi. Bởi vì đây là vấn đề tạo cái nghiệp trực tiếp để đưa chúng ta đến cái chỗ sanh tử luân hồi, và đặc biệt đưa chúng ta đến cái chỗ mà Đức Thầy dạy đến tội đòi mối muộn màng đó quý vị. Cho nên giờ này về cái hành động của mình thì đồng đạo chúng ta, dầu rằng mình là người tại gia cư sĩ, mình có làm lụng đủ thứ để là kiếm cái kế sinh nhai, nhưng mà cái việc làm của mình thì chúng ta phải nhận định đúng là Đức Thầy, là chúng ta không làm những cái nghề sát giết, những cái nghề sát giết để mưu sinh. Bởi vì hôm nay khi nếu như chúng ta làm các cái nghề sát giết để mưu sinh thì cái điều lợi nó không có được bao nhiêu để cung cấp cho cái giả tạm, nhưng mà cái nghiệp thì chúng ta lại phải nói gọn là mình, nó đeo đuổi mình từ kiếp này đến kiếp khác. Cho nên người tín đồ Phật giáo và hảo thì chúng ta không được giết vật vì vui thích, không được giết vật vì dị đoan mê tín, và bên cái đó chúng ta cũng không được giết vật vì chúng ta nhận định thú vật là vật dưỡng nhân, thú vật sanh ra để nuôi dưỡng con người. Thì mình phải hạn chế tuyệt đối vấn đề này để chúng ta không phạm vào sát sanh. Còn quả sử đồng đạo chúng ta còn một tiểu số người ăn chay kỳ, thì còn ăn kỳ còn ăn mặn là chúng ta có sát sanh. Nhưng mà nếu chúng ta ăn chay kỳ do cái điều kiện khách quan nào đó mình chưa ăn trái trường được, thì khi ăn chay kỳ mình cũng phải ăn những cái con vật nhẹ thể, và chúng ta phải ăn trong cái sự gọi là tiết chế. Chứ chúng ta đừng có ăn uống mà như là Đức Thầy dạy thức ăn thừa khiếp bỏ niếm quăng. Như vậy là chúng ta gọi là nghiệp chồng nghiệp, tội chồng tội. Thì đấy là chúng tôi đưa ra một khái niệm. Bởi vì khi bàn về sát sanh thì nó liên quan đến sự ăn uống chúng ta. Nếu nói ăn mặn mà không phạm sát sanh, điều này không thể có rồi. Mình còn ăn mặn là còn phạm sát sanh. Nhưng mà có thể chấp nhận được, chấp nhận được là chúng ta dùng chúng vừa đúng theo các món nhu cầu cần thiết của các món thực phẩm mình thôi, không nên quan phí hy sinh chúng. Thì Đức Thầy đã dạy rất rõ ác sát sanh.
Rồi cái thứ hai nữa về tu thân này, tuyệt đối chúng ta không trộm cướp dân được. Thì điều này đồng đạo chúng ta không có rồi. Nhiều khi mình không trộm cướp gian lừa, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta có một cái tâm, có một cái sự là mình có một sự toan tính, dùng những cái mánh phé để chúng ta chiếm đoạt tiền bạc tài sản của kẻ khác về làm của mình, thì đó là mình là đạo tặc rồi, mình là trộm cướp rồi. Giống như các cái vị quan thơ tham ô vòi tiền của công ty này, vòi tiền của công ty khác, thì thật sự là họ đâu có trường mặt nó đạo tặc đâu, mà họ đạo tặc rồi. Tức là họ dùng những cái mánh khóe gian hùng để chiếm đoạt tiền của kẻ khác để về làm của riêng cho mình, thì đó là đạo tặc. Thì những vấn đề này hoàn toàn là nghiệp, thì chúng ta thấy rõ đó là đi ngược với tu thân. Và cái thứ ba nữa là về vấn đề tà dâm, thì rõ ràng đồng đạo thấy rõ, khi một ông vua hoặc là một vị quan hoặc là một thứ dân mà khi phạm vào vấn đề này thì coi như là chúng ta đánh mất hết mọi thứ. Cái thứ nhất là đánh mất hết cái danh phẩm, cái danh dự, cái giá trị của con người. Rồi cái thứ hai, chúng ta đánh mất luôn cả một cái gia sản, một cái sự hạnh phúc trong gia đình của mình. Rồi cái thứ ba, chúng ta đánh mất luôn cái hạt giống trí tuệ, đánh mất luôn cái sức khỏe của mình, vân vân. Vì vậy cho nên điều kiện này chúng ta phải nhận định đúng để thực hiện trong đời tu của mình. Thì đó là chúng ta tu thân ở cái hành động. Rồi đồng thời theo là Đức Thầy dạy, trong vấn đề tu thân này, ngoài tu thân hành động ra thì chúng ta phải tu thân ở ngay cái miệng của mình. Cái miệng mình thấy như vậy nó nhỏ đồng đạo, chứ cái uy lực rất là lớn đồng đạo à. Cái uy lực cái miệng chúng ta rất là lớn đó. Cho nên cái người mà có tu thân rồi thì người này phải đảm bảo khi lời nói mình nói ra là nhất định không có nói lời hai chiều. Tránh trường hợp lợi đầu này nói như thế này, lợi đầu kia nói thế kia, đó là chúng ta không có tu thân. Rồi cái thứ hai nữa, cái người mà tu thân đảm bảo lời nói người này không có ỷ thị, không ỷ mình là người giàu có, không ỷ mình là chủ, mình là người làm quan, mình là người có học, mình là người khôn lanh, là dùng những cái lời nói hiếp đáp kẻ dưới tay của mình. Rồi cái thứ ba nữa, về cái lời nói chúng ta, cái người tu thân thì quý vị phải đảm bảo được cái lời nói mình không ác khẩu. Chúng ta phải lựa lời tiếng dịu dàng, trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiện từ. Chứ nếu như mình mở miệng ra mình thời thốt, rồi mở miệng ra nói tục tầng, rồi độc ác, chửi đũa thần thánh, thì như vậy mình có tu hành gì đâu đồng đạo, phải không? Mình đâu có tu thân đâu. Cho nên ở đây về cái phương diện về ngôn ngữ học, về miệng lưỡi chúng ta, thì mỗi đồng đạo nên nhớ là Đức Thầy dạy, nhưng Thầy xét lại, khẩu nghiệp các trò nặng nề hơn hết. Cho nên giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng vâng lời Đức Thầy dạy, đó là ngôn từ đạo hạnh ý Thầy khuyên, hạnh đức ân cần ráng tập chuyên. Vậy thì chỉ cần chúng ta giữ kín cái miệng của mình thì quý vị thấy là coi như chúng ta đắc đạo một nửa rồi đồng đạo à. Thấy như vậy đó, chứ rất là khó đồng đạo. Cái miệng mình khó quản lắm. Thật sự nhiều khi tôi cũng vậy đồng đạo. Chính bản thân mình là cái người nghiên cứu đó, nhiều khi mình không muốn nói điều đó, nhưng mà tự nhiên đã hứng lên cái mình nói điều đó à, phải không? Nhiều khi cái miệng mình thấy như vậy, mình khó quản cái miệng mình lắm, chứ không phải là dễ đâu. Cho nên ông cha chúng ta nói làm sao, ông cha chúng ta cũng đã cảnh tỉnh chúng ta rất rõ rồi. Vì vậy cho nên giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải sống ở trong tỉnh thức để rồi chúng ta quán cái miệng của mình, đó gọi là tu thân ở ngay cái miệng của mình. Và cái thứ ba là chúng ta tu ở ngay ý tưởng của mình. Thì đây là cái điều đầu tiên nhất trong cái cuộc sống của chúng ta, mà Đức Thầy dạy là sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa những tư tưởng, tìm cách đánh đổ tư tưởng xấu xa, đem thay vào bằng những tư tưởng ôn hòa đạo đức. Vì vậy cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta phải thường nhiên nhìn lại nội tâm của mình. Nội tâm của người tu thân, tư tưởng của người tu thân thì phải đảm bảo được không có ba yếu tố, đó gọi là tham lam, sân nộ, mê si. Như vậy thì trong nguồn tư tưởng chúng ta, mình phải định hình được là không có các yếu tố này. Tôi không nói chi ba chỉ một thôi. Đồng đạo chúng ta giàu ăn chay cả nào, giàu niệm Phật nhiều cả nào, giàu chúng ta làm từ thiện nhiều, mà chỉ cần tánh sân chúng ta còn, tánh sân chúng ta bộc phát, trong lúc chúng ta không dằn được cái cơn nóng giận của mình thì coi như chúng ta bị hỏng. Đề tu mình bị hỏng, mình đâu có tu hành gì đâu đồng đạo. Cho nên đây là yếu tố căn bản nhất. Cái chữ tu trong đạo Phật giáo và hảo, đồng đạo phải nhận định cho đúng. Chữ tu trong đạo Phật giáo và hảo mà Đức Thầy dạy chúng ta rất rõ, bởi chữ tu liền với chữ hành đó, là chỗ này là liền với chữ hành. Không phải hôm nay vào chùa mà mới tu đâu, không phải hôm nay là tôi ăn chay mấy chục năm là tôi tu, không phải hôm nay tôi làm từ thiện là tôi tu, không phải hôm nay tôi cúng lại một ngày hai ba thầy là tôi tu, không có phải. Đó chỉ là cái phương tiện ban đầu thôi.
Chứ kỳ thật ra cái chữ tu đạo Phật giáo hòa hảo đó là chúng ta phải sửa. Như lời Đức Thầy dạy, chữ tu chất há trễ trầy, phải trao phải sửa. Nghe Thầy giải khuyên, như vậy là trao sửa cái gì? Cụ thể quá vấn đề đó là chúng ta trao sửa thân khẩu ý của mình. Bao nhiêu đó chúng ta đủ đắc đạo đồng đạo à. Dầu rằng thân khẩu ý của chúng ta hành thập thiện nghiệp, thì đây còn gọi là một cái phương pháp. Một cái phương pháp nếu chúng ta nói theo ngũ, tức là theo ngũ thừa đó, thì đây gọi là thiên thừa. Nhưng mà ngày xưa là thiên thừa, nhưng mà ngược lại ngày nay thì từ thiên thừa này giúp cho chúng ta đắc được Phật thừa, đạt được cái phả vị giải thoát. Cho nên Đức Thầy mới dạy là chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật, bằng như ngược lại chúng sanh không tịnh được tam nghiệp đừng mong về cõi Phật. Do đó cho nên giờ này đồng đạo chúng ta đừng có nhìn đâu hết, đừng có nhìn xa xôi hết, mà mỗi đồng đạo chúng ta nhìn mình. Khi đồng đạo nhìn mình, hiểu mình, biết mình, từ hành động đến lời nói trong nguồn tư tưởng của mình, thì đồng đạo biết được mình tu cao hay tu thấp, chúng ta biết liền. Chứ chúng ta đừng nhìn hình tướng bên ngoài. Không phải chiếc áo bà là tu cao đâu. Không phải hôm nay tôi biết đạo 50 năm, 30 năm mà cao đâu. Mà cái quan trọng là giờ này thân khẩu ý chúng ta, chúng ta làm đến đâu rồi? Đồng đạo hỏi nhỏ với nhau, thân khẩu ý của chúng ta, chúng ta thực hành đến đâu rồi? Mình có hoàn toàn chúng ta tránh được 10 điều ác hay chưa? Mình có hoàn toàn hành theo thập thiện nghiệp mà Đức Thầy giảng hay chưa? Kính thưa đồng đạo, nếu chưa thì chúng ta cố gắng nha. Thật sự bản thân mình, hôm nay mình nói bản thân mình để mình rút kinh nghiệm đối đồng đạo chúng ta. Bản thân mình giờ này 10 điều ác mình vẫn còn phạm. Mình nói bản thân mình vẫn còn phạm một trong 10 điều ác. Nhưng mà đỡ một điều là không phạm hết 10 điều ác. Đỡ một điều là mình phạm ác. Mình biết mình làm phạm ác. Thì khi biết được điều đó rồi thì chúng ta sẽ có được một cơ hội để chúng ta thoát ác đồng đạo. Nhất là về cái quy chiếu hệ tư tưởng. Khi mỗi đồng đạo chúng ta quy chiếu hệ tư tưởng của mình, nội mà tham lam sân nộ mê si, ba cái này chúng ta rất là khó diệt trừ. Rất là khó diệt trừ. Mỗi đồng đạo chúng ta phải nhìn bằng thực tế ở bản thân của mình, để rồi chúng ta có được một cái quá trình quân tập của mình. Mình phải công phu miên mật thế nào đó, mình phải thực hiện thế nào đó để trở lại sống chính mình. Ở đây muốn nói là chúng ta nên sống chính mình, để chúng ta đừng sống với ngụy tạo. Nhiều khi chúng ta sống trong cuộc đời này, mình bị che lấp bởi một cái kính pha màu, rồi chúng ta sống trong ngụy tạo. Chứ kỳ thật ra mỗi đồng đạo chúng ta, hàng ngày quý vị nhìn kỹ mình đi. Mỗi buổi tối chúng tôi cũng thường nhắc nhở với nhau, mỗi buổi tối sau khi cúng lại xong, sau khi chúng ta ngồi niệm Phật, đồng đạo nên nhìn ngược lại mình. Hầu sáng đến bây giờ hoạt động như thế nào, có phạm ba điều ác hay không? Hầu sáng giờ tiếp xúc nhiều quá, nào gặp con nhỏ bạn, gặp cái bà chị xóm trên, gặp đứa em ở xóm dưới, rồi coi quá trình giao tiếp mình có phạm bốn điều ác hay không. Nếu có thì mỗi đồng đạo chúng ta phải nói với mình không có phạm nữa nhé. Như vậy là tội đó. Rồi mình phải nhìn nguồn tư tưởng của mình, coi mình còn nóng giận hay không, mình còn lửa trong tâm hay không, mình còn tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế hay không, mình còn dị đoan mê tín hay không, mình còn ham linh, ham nghiệm hay không. Nếu còn thì chúng ta cũng phải nói với mình không nghe, phải bỏ nghe, dứt phát phải bỏ. Mình phải lột lần như vậy trong đời tu của mình thì mới hoàn mãn được vấn đề tu thân, kính thưa đồng đạo. Cho nên nói thì dễ đó, nhưng mà khi chúng ta dùng cái hệ quy chiếu để chúng ta soi xét chính bản thân mình thì quý vị cảm thấy rất là hụt hẫng. Như chúng tôi nói, bản thân mình giờ này thực sự là 10 điều ác mình vẫn còn phạm. Đây là nói bằng một cách thực tế trong nội tâm của mình, chứ không bao giờ mình dám nói hoa đồng đạo. Vì vậy cho nên vấn đề dầu rằng nói về tu nhân của đạo Phật giáo hòa hảo mà nói tới 10 điều ác là rớt lợp đợp rồi, mà buông ra nói chuyện trên mây không đồng đạo, nói chuyện Bồ Tát, nói chuyện cõi Phật không à. Mà 10 điều ác xem ra chúng ta không có làm xong nữa, phải không đồng đạo? Chỉ cần đồng đạo làm xong 10 điều ác đi thì coi như là chúng ta sẽ được hiện ra 10 điều thiện. Mà Đức Thầy còn chưa dừng lại ở đây nữa, bởi vì đồng đạo chúng ta còn hành thêm bát chánh đạo thì đó là chúng ta hiểu ở cái phần tiếp theo. Như vậy thì qua hai câu giảng này, mau thức tỉnh tu thân kẹo trời, đến tội rồi mà hối muộn màng. Như vậy thì chỉ cần đồng đạo chúng ta theo cái lộ trình tu nhân của đạo Phật giáo hòa hảo, gọi là tu thân, đền trả tứ đại trọng ân, hành thập thiện nghiệp, tránh tam nghiệp, chừa thập ác, hành thập thiện, thì coi như lúc bây giờ chúng ta sẽ không còn tội đồng đạo à.
Lúc giờ mình hoàn toàn là tu thân rồi, lúc bây giờ chúng ta không còn tội, cho nên đâu có cái việc mà đến tội rồi mới hối muộn màng. Sở dĩ đến tội rồi mới hối muộn màng là trong kiếp sống của mình, mình còn phạm 10 điều ác. 10 điều ác là cái cơ sở để nó sản sinh ra cái tội nghiệp đó đồng đạo. Cho nên giờ này chỉ cần tôi bởi vì không phạm 10 điều ác thì nghiệp đâu mà sinh, phải không? Nghiệp ở đâu sinh? Thì nghiệp do thân khối nó sinh nè, nghiệp do chúng ta phạm 10 ác nó sinh. Mà khi chúng ta không phạm 10 điều ác thì nghiệp nó cũng không còn đồng đạo. Và đồng thời ngoài các yếu tố chúng ta trình bày như vậy thì Đức Thầy dạy chúng ta thêm nữa là chi cho bằng ta sớm lo toan. Khi hiểu được vấn đề này thì Thầy dạy câu giảng thứ ba là chi cho bằng. Chi cho bằng là không có gì bằng. Chi cho bằng là không có gì bằng nữa. Nếu chúng ta hiểu về từ ngữ trong toàn bộ sấm thi Đức Thầy chỉ viết hai chỗ chi cho bằng mà thôi, không nhiều lắm. Một chỗ là ở trong quyển phiến thiện này, chi cho bằng ta sớm lo toan. Một chỗ Thầy dạy rất rõ trong cái bài không buồn ngủ, chi cho bằng lúc sống sanh tìm lấy cuộc nhân hòa, chữ thuận thảo hay hơn là tranh đấu. Vì vậy cho nên chi cho bằng là không có cái gì bằng, không có gì bằng cả nếu nói về từ ngữ. Và Đức Thầy xác định là chi cho bằng ta sớm lo toan. Cái chữ sớm này và chữ mau hồi nãy nghĩa nó cũng ngang với nhau đồng đạo. Và giờ này bắt đầu lo nghe. Tôi nãy giờ tôi nói là tôi lo rồi đó, quý vị biết có lo không? Bởi vì mình biết mình còn phạm 10 điều ác nè, mình lo chết đồng đạo, phải không đồng đạo? Thật sự bản thân mình nói mình á, khi mà mình biết được mình còn phạm một trong 10 ác là mình lo đó. Tại sao không lo đồng đạo? Chàng ơi, tu hành mà cái kiểu này á nghe, mai mốt Thầy phời đó, có nước là chúng ta bị Đức Thầy trị tội làm gì được thưởng. Thầy đó ăn ân cần răn dạy chúng ta rồi mà cuối cùng lại tưởng gì Phan Chí Tâm. Mấy chục năm nay tu hành 10 điều ác làm chưa xong nữa thì coi như là rớt rồi. Cho nên chúng ta lo chứ đồng đạo, không nói ra thì thôi. Nếu mà nãy giờ mà chưa bàn là tôi chưa lo đâu, quý vị chưa lo. Còn nãy giờ khi mà chúng ta bàn ra rồi thì mình xem lại mình chút, lúc này chúng ta lo. Cho nên Đức Thầy mới dạy chi cho bằng ta sớm lo toan. Lo là lo liệu, toan là toan tính nghe. Hồi đó giờ thất thủ rồi, hồi đó giờ không có lo, hồi đó giờ lo giàu lo nghèo không à, hồi đó là giờ lo đẹp lo xấu không à, phải không đồng đạo? Nhưng giờ này là lo tội lo phước nè đồng đạo. Bởi vì Thầy dạy là lo giàu nghèo lo mãi chẳng thành, ham công danh quên chữ sanh thành, mệnh phu quý quên câu dưỡng dục. Còn ngay giờ này chúng ta lo, lo là lo cái thân này bị đỏ, lo là lo linh hồn này đó đỏ lạc trầm luân. Cho lúc bây giờ mình mới toan tính đồng đạo à. Cho nên Đức Thầy mới dạy là chi cho bằng ta sớm lo toan. Lo là lo liệu, lúc bây giờ phải lo quý vị ạ. Tu hành mà đồng đạo không có lo liệu không được, không có toan tính không được đồng đạo. Bởi vì mình đâu phải là cục sắt, mình đâu phải là robot đâu. Mình có lý trí, mình có cảm thọ mà, mình có nhận xét. Cho nên giờ này mình phải chuyển cái cảm thọ mình lại, chuyển cái sự nhận xét mình lại, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta lo, lo đây là chúng ta lo cho cái con đường giải thoát, lo cho một cái sự nghiệp giải thoát của chúng ta. Thì nếu thực hiện được các điều này thì lúc mình bắt đầu mới toan tính. Toan tính là gì? Hôm nay lúc này mới lên kế hoạch. Như vậy toan là bắt đầu mới toan tính lên kế hoạch, hồi đó giờ mới lên kế hoạch. Nhưng mà giờ này hiểu được rồi, lúc này biết được rồi con đường tu thân như thế nào rồi, biết được học Phật là như vậy, tu thân nhà là như vậy. Khi biết được rồi thì lúc này mình rồi quá hụt hẫng rồi, mình mới lên kế hoạch cho mình. Cho nên Thầy mới dạy là chia cho bạn ta sớm lo toan. Và sự lo toan này nó rơi vào cái chỗ mà chúng ta phải thực hiện ba yếu tố trong một câu giảng, đó là gìn giới luật, nghe kinh, trọng Phật. Vậy thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta bắt đầu đi đến đây là bắt đầu chúng ta tu Phật nha. Hồi nãy tu thân là chúng ta tu nhân. Bởi vì triết lý đạo Phật giáo và hảo thì Đức Thầy dạy giáo thiết học Phật tu nhân. Trong giáo thuyết Phật tu nhân này, tu nhân là cái thềm thang. Và đi qua khỏi thềm thang này thì lúc bây giờ đồng thời với thềm thang này thì đồng đạo chúng ta cần phải tu Phật. Mà Thầy dạy tu là tu Phật, tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiện ra sao. Vì vậy cho nên hôm nay ngoài cái việc tu nhân, khi lúc này thì đồng đạo chúng ta đã có nhận định rồi. Và qua cái câu giảng tiếp theo, câu giảng thứ tư này, Thầy đưa ra ba cái điều kiện để chúng ta tu Phật. Đó gọi là gìn giới luật, rồi nghe kinh, rồi trọng Phật. Như vậy thì gìn ở đây là giữ giới luật, tức là những cái giới luật, những cái giới cấm, những cái yếu tố căn bản để kìm hãm không cho nhà tu phạm vào con đường ác.
Như vậy thì khi bắt đầu hiểu về giáo luật thì đồng đạo phải nhận định rằng hôm nay giới luật là để bảo vệ mình. Để bảo vệ mình đồng đạo, hôm nay chúng ta giữ giới là để chúng ta bảo vệ mình. Có giữ giới luật thì coi như là chúng ta không sa vào cái hầm hố tội lỗi. Vì vậy cho nên người tu thì ngày xưa Đức Phật đã răn dạy rất rõ rệt, tất cả người tu giàu hạng nào nhưng mà giới luật là hàng đầu. Cái người bước vào đạo tuổi nhỏ từ 10 tuổi trở lên thì người này phải giữ 10 giới, gọi là 10 giới của Sa Di. Rồi nếu nói về cái hạng tại gia gọi là cận sự nam, cận sự nữ, tức là U Bà Di, U Bà Tắc, thì ít nhất cũng phải giữ được 5 giới, tức là không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, không uống rượu và không nói dối. Cho nên hôm nay chỉ cần đồng đạo chúng ta hành thập thiện nghiệp là đồng đạo chúng ta trong đó mình giữ được 4 giới trong ngũ giới rồi đồng đạo. Chỉ còn một giới là không uống rượu là chúng ta đạt được ngũ giới rồi đồng đạo. Bởi vì ngũ giới là những cái yếu tố để bảo tồn cái sinh mạng con người chúng ta, bảo tồn linh hồn chúng ta. Nếu muốn được về cõi thiên, muốn được còn con người thì ngũ giới là yếu tố mà chúng ta cần phải giữ. Rồi đồng thời cao hơn nữa là đối với các vị xuất gia thì với các vị gọi là các vị tăng thì giữ 250 giới, mà các vị ni là giữ 348 giới. Thì đấy là cái quy trình mà ngày xưa Đức Phật dạy các môn nhân đệ tử khi nhập môn, ở hạng nào cũng phải giữ giới luật. Cho nên hôm nay nhờ giới luật mà kiềm hãm, không cho chúng ta sa vào cái hầm hố tội lỗi. Vì vậy giới luật của đạo Phật giáo Hoằng Hảo thì đồng đạo xem gọn lại 445 từ của cái bài Lời Phiên Bổn Đạo, tức 8 điều đăng cấm của trong đạo chúng ta. Như vậy thì nhìn giới luật thì ngày giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải giữ. Phải giữ làm sao? Trong mọi cái sự giao tiếp, ăn ở, cư xử trong cái cuộc sống của mình thì đồng đạo dứt khoát không phạm vào 8 điều đăng cấm của thầy. Điều này đâu có khó đồng đạo. Yếu tố đầu tiên là chúng ta học thuộc lòng trước đi. Học thuộc lòng mới biết đường giữ nha. Còn nếu đồng đạo mà không học thuộc lòng biết đâu mà giữ đồng đạo, phải không? Đây là mình nói về cái vấn đề khách quan. Bởi vì 8 điều đăng cấm 445 từ này mà không thuộc. Có người nói với tôi chú Tâm, tôi không có thuộc lòng nhưng mà tôi hiểu, tôi biết, biết cái đó là phạm cũng được, nó cũng tốt, nhưng mà nó không có rõ ràng. Tại sao chúng ta không bước thêm một bước nữa, mình tiến thêm một bước nữa, để mỗi đồng đạo chúng ta đọc thuộc lòng 8 điều đăng cấm 445 chữ đâu có nhiều đâu. Bây giờ một ngày Hồng chữ được không? Ngày Hồng chữ 445 ngày Hồng cũng thuộc à? Không lẽ ngày Hồng thuộc không thuộc một chữ? Mà có đồng đạo ơi, có người một ngày không thuộc một chữ đó nghe. Bao mình thử lên kế hoạch coi. Đây là tôi nói cái trường hợp mà chúng ta tệ hơn bằng đặt nữa. Chứ thật sự ra giờ này 445 từ này đồng đạo chúng ta đọc vài ngày là thuộc lòng rồi, đâu có gì khó đồng đạo. Cho nên cũng nói vui vui với nhau. Quý vị còn nhớ không? Hồi ngày xưa đó, tôi nghe cô bác kể lại đó, mà nếu như cái người nào mà trốn quân dịch đó mà xưng tôi là tín đồ Phật giáo và hảo là người ta tép đèn đọc 8 điều đăng cấm coi. Nếu mà thuộc 8 điều đăng cấm người đó mới là tín đồ Phật giáo và hảo. Mà ông nào mà không thuộc 8 điều đăng cấm là ông này là giả, bị bắt quân dịch. Ngày xưa tôi nghe cô bác kể như vậy đó. Nhưng mà đồng đạo nhớ nghe coi chừng sau này có một cái cửa, cái này là do tôi nói nha, mình nói vui với nhau nghe thôi. Coi chừng sau này có cái cửa đó, mà nếu người nào không thuộc 8 điều đăng cấm qua cửa thì không được nha. Coi chừng đó đồng đạo à, mình ráng mình lo đi à. Ngoài cái việc trai giới ra thì giờ này yếu tố đầu tiên chúng ta phải thuộc 445 từ này. Thì gần như ở các diễn đàn thì chúng tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lắm. Bởi vì chúng ta có thuộc lòng mình mới làm theo được, còn mà không thuộc lòng lấy đâu làm theo đồng đạo, phải không? Ai thử coi năm nay nữa là tu mười mấy năm cúng lại ngon lắm à, mà có mấy chữ đầu tiên không thuộc à. Đức thầy dạy ta chẳng nên uống rượu cờ bạc á phiện chơi bời đàn điếm có nhiều mà không thuộc. Bởi không thuộc có phạm nè, thuộc ai phạm chứ, theo đồng đạo bao nhiêu đó là rớt rồi. Kính thưa đồng đạo, rớt rồi. Cái này gọi là rớt tại tỳ hết đồng đạo, rớt tại đây khỏi cần đi đâu hết đồng đạo ơi. Cho nên trong đạo chúng ta rớt nhiều lắm nha. Vấn đề này nè, có người thì còn uống rượu, mà nhiều khi có người không còn uống rượu mà vẫn còn cờ bạc thì cũng ngang nhau thôi đồng đạo. Cho nên nội mà nói chi 445 từ mà có mấy chữ đầu tiên là chúng ta không thuộc rồi, mình phạm rồi. Như vậy là chúng ta đâu có đi xa, bởi vì mình còn phạm giới mà. Vì vậy cho nên hôm nay giới luật là một cái điều căn bản chúng ta phải hành trì. Đối với góc độ của đạo Phật thì ngày xưa mà khi Đức Phật nhập diệt
Thì lúc bây giờ các từng phái bên ngoài đến để kiếm chuyện đó, khi mà gặp các đại đệ tử mới hỏi rằng lúc ông Cù Đàm còn, ông Cù Đàm làm thầy mấy ông, còn giờ này ông Cù Đàm đã viên tịch rồi, như vậy thì trong tăng đoàn mấy ông ai là thầy của mấy ông? Thì lúc bây giờ Ca Diếp mới nhỏ nhẹ trả lời rằng: thưa các vị, lúc mà thầy tôi chưa nhập Niết Bàn thì người là vị thầy dẫn dắt tăng đoàn, còn giờ này thầy tôi đã về với Phật rồi, nhập Niết Bàn rồi, cái người dẫn dắt tăng đoàn, thầy của tăng đoàn đó là giáo pháp và giới luật. Giáo pháp và giới luật thầy tôi để lại, và đây là thầy để dìu dắt tăng đoàn. Vì những cái câu này theo một cái hệ thống mà trong kinh Di Giáo Đức Phật đã dạy: này các người, sau khi ta diệt độ rồi, các người phải xem giới luật làm thầy, bởi vì dầu ta còn tại thế gian này để dạy dỗ các người mấy ngàn đời đi nữa, ta cũng không thêm điều nào ngoài giới luật. Vì vậy cho nên hôm nay người tín đồ thuần thành của đạo Phật thì lúc nào cũng xem giới luật là thầy. Giới luật là một yếu tố để định hình được, để bảo vệ, để định hình được cái nhân phẩm, cái giá trị của người tu chúng ta đồng đạo. Nói một cách dễ hiểu, cái người tu và người không tu đâu có khác nhau vì cái vấn đề cái sắc áo bên ngoài đồng đạo, mà khác nhau ở cái chỗ đó là cái người nào có giữ giới luật thì người đó là người tu, mà cái người nào không giữ giới luật thì người đó chưa có tu. Hay mình nói gọn vậy dễ hiểu thôi, chứ không phải anh này ăn chay anh cúng lãng là người tu, không phải. Nhiều khi đồng đạo chúng ta, tôi thấy tôi rất là thương, cũng có nhiều vị ăn chay nhiều năm nhưng mà giới luật cũng còn phạm nhiều lắm. Rồi cũng có những đồng đạo cúng lại dữ lắm, làm từ thiện thấy tụ nghiệp, dầm xương dãy nắng ngày này than sang tháng nọ, nhưng mà dòm đi dòm lại vẫn còn phạm giới luật. Cho nên nhiều câu hỏi đặt ra: như vậy thì ăn chay có kết quả không? Cúng lại có kết quả không? Làm từ thiện kết quả không? Có, có kết quả hết đó. Ăn chay kết quả theo ăn chay, nhưng mà phạm giới luật là chúng ta bị tội, ta phạm giới luật. Rồi giờ này mình làm từ thiện có kết quả, ta làm từ thiện, nhưng mà đồng thời chúng ta vẫn phạm giới luật thì chúng ta vẫn phạm ác. Có nghĩa là mình có làm lành mà mình còn phạm ác, mình có làm lành mình còn phạm ác. Như vậy thì cái làm lành thì chúng ta đổ sông đổ biển hết rồi. Có nghĩa là mình làm thì cực, nhưng mà ông cha chúng ta nói làm mà có làm mà không có ăn đồng đạo. Cũng giống như cái người làm lụng dữ lắm, phải không? Làm mặt tắt mày tối một năm như vậy là đồng lãi thu lại là mấy trăm triệu, nhưng mà người này lại mê cờ bạc. Chỉ một cái Tết, một cái trận World Cup thôi thì tiền bao nhiêu cũng bay hết. Thì đồng đạo, cái người mà phạm giới luật hãy xem những người đó đó. Chúng ta tu hành là có công đức đó, điều này mình không phủ nhận. Nhưng mà chúng ta phạm giới luật đó thì cũng giống như cái anh đại gia số mình đó, làm tiền dữ lắm. Một năm anh làm tới mấy tỷ, mà chỉ cần sau cái mùa World Cup thôi thì tiền của anh nó mất hết, bởi vì anh còn phạm nè. Thì đời tu chúng ta cũng vậy, giới luật nếu chúng ta phạm thì nó sẽ bào mòn cái phước đức của chúng ta. Có nghĩa là mình có tu mà không có hưởng, có làm không có ăn, vậy làm chi uổng, không thì khỏi làm cho rồi. Cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta rất rõ, không giữ, nếu không giữ được luật của đạo thì tốt hơn là ra khỏi đạo. Ở tám cái điều tâm quyết đồng đạo thì điều thứ bảy Thầy dạy không giữ, nếu người nào không giữ được cái luật của đạo thì tốt hơn là ra khỏi đạo. Rồi cái điều thứ năm thì Thầy dạy tôn trọng luật của đạo, ráng sửa mình cho trong sạch để gây quả phước tốt cho linh hồn và thể xác. Như vậy thì rõ ràng hôm nay chúng ta giữ luật là bảo vệ mình. Rồi đồng thời đến điều cuối cùng Thầy cũng dạy rất rõ: những kẻ nào cờ bạc rượu trà làm những điều xấu xa nên biên tên họ đem đến cho mấy người có trách nhiệm, để mấy người đến cho Thầy, Thầy sẽ trừng trị một cách thích đáng để làm gương cho kẻ khác. Như vậy thì tám cái điều trong lời tâm quyết thì Thầy đã dạy về giới luật là hết ba điều rồi. Cho nên chúng ta hết sức là cẩn thận. Vì vậy cho nên hôm nay quý vị trong con đường tu hành của mình thì giờ này tôi và quý vị phải hứa với nhau rằng giới luật chúng ta nên đặt lên hàng đầu. Như Đức Thầy dạy là gìn giới cấm, ở chỗ này thì gìn giới luật. Hoặc giả Đức Thầy dạy chúng ta rất rõ: Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện theo cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta cũng làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá vâng lời, cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Kính thưa đồng đạo, vậy thì qua cái đoạn văn tản trên trong bài Lời Phiên Bổn Đạo thì đồng đạo cũng thấy được cái tầm quan trọng khi chúng ta là người tu, mình thực hiện theo cái gương hạnh của Đức Phật. Đức Phật ngày xưa nhờ giữ giới mà Ngài thành Phật.
Cho nên bộ kinh Phạm Võng nói về vô lực thì kinh Phạm Võng cũng dạy rất rõ rồi: giới minh như nhật nguyệt, diệt nhanh lạc châu, di trần bồ tát chúng do thị thành chánh giác, giới sáng như mặt trăng, như mặt trời, và bồ tát đông như di trần, nhờ hành trì giới lực mà thành quả vị cho đẳng chánh giác. Cho nên cái người giữ giới luật thì cái người này rất là sáng, bởi vì giới định huệ là tam vô lậu học mà. Khi mà chúng ta có giữ giới thì coi như là chúng ta hết sức là sáng đồng đạo. Thì đó là chúng tôi muốn nói một số khái niệm về vấn đề Đức Thầy dạy là chi cho bằng có sớm lo toan. Lo cái gì? Yếu tố đầu tiên là gìn giới luật. Rồi đồng thời cái thứ hai nữa, đi đôi với gìn giới luật, Đức Thầy dạy chúng ta là phải nghe kinh, gìn giới luật nghe kinh. Cho nên Đức Thầy sợ đồng đạo chúng ta giữ giới luật mà chúng ta không nghe kinh, thì đương nhiên cái sự giữ giới chúng ta sẽ rơi vào cái chỗ bảo thủ, và coi chừng chúng ta chỉ giữ giới tướng mà không trở lại với tâm. Bởi vì cái quan trọng cái giới nó gồm có tam tụ tịnh giới, nhiếp luật nghi giới, rồi nhiếp thiện nghiệp giới, nhiếp hữu tình giới. Trong giới thì nó có vô tình, có cố ý. Trong giới thì có giới trọng, có giới khinh, có giới tướng, có giới tâm. Vì vậy cho nên một cái người hoàn toàn giữ giới thì cái người này phải là nghe kinh. Như vậy thì nghe kinh ở đây tức là nghe điên dạy sau này thơi thảnh, đây chỉ đường cực lạc vãng sanh. Vậy thì nghe kinh là nghe lời Đức Thầy dạy, chứ không phải nghe cái từ nghe kinh cái chạy đi kiếm kinh về đọc để học để nghe, không phải như vậy. Bởi vì kinh điển được Đức Thầy quá, kinh điển quá được Đức Thầy dạy chúng ta trong cái quyển Sấm Giảng Thi Văn toàn bộ của Ngài, mà Ngài xác định rất rõ là đúc trong các lũ các kinh. Vì vậy cho nên giáo lý Phật giáo Hòa Hảo Sấm Giảng Thi Văn toàn bộ, đây là cái tính đặc thù riêng, cái tên gọi riêng, nhưng mà cái nòng cốt ở bên trong giáo lý Đức Thầy thì đây là kinh, đây là kệ. Cho nên Đức Thầy dạy là kệ kinh tưởng niệm cho sành, ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai, hoặc là kệ kinh tưởng niệm đêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Vì vậy cho nên nghe kinh là chúng ta phải nghe là Đức Thầy dạy, mình phải học đọc là Đức Thầy dạy, như chúng ta nói ở đoạn đầu hồi nãy. Cho nên hôm nay đồng đạo nhớ kỹ rằng giờ này rất là duyên may khi chúng ta thừa hưởng một cái món pháp bảo, đó là quyển Sấm Giảng Thi Văn toàn bộ mà Đức Thầy dạy rất rõ rồi. Giảng này ra cuối mùa thu văn dạy ở chủ tu vuông tròn. Cho nên hôm nay chúng ta muốn thực hiện trên cái lộ trình giải thoát, mà giờ này chúng ta không nghe kinh, không nghe là Đức Thầy dạy, thì trên con đường này nhất định chúng ta sẽ không đi đến nơi đến chốn đồng đạo. Do đó cho nên giờ này mỗi đồng đạo thử kinh nghiệm bản thân mình. Lúc chúng ta chưa nghe giảng Thầy, lúc chúng ta chưa đi dự thuyết giảng, thì con người chúng ta như thế nào? Có phải con người chúng ta khó khăn nè, ích kỷ nè, tối tâm nè, nhỏ mọn nè, mê tín nè, vân vân. Nhưng mà khi đồng đạo chúng ta đọc giảng Thầy, nghe giảng Thầy một thời gian thì con người chúng ta thay đổi, tức là chúng ta đã được giáo lý Đức Thầy quá độ chúng ta đồng đạo. Mình được Đức Thầy quá độ, cho nên muốn được Đức Thầy tiếp độ chúng ta thì chúng ta phải nghe kinh. Các khái niệm này chúng tôi nói rất là nhiều quý vị. Nếu đồng đạo không đến với Thầy thì Thầy sẽ không, sẽ bỏ chúng ta đó đồng đạo. Bởi vì giờ này chúng ta đang rơi vào một cái hoàn cảnh như Đức Thầy dạy là Thầy lạc tớ, không ai chỉ bảo, như vịt con dìu dắt nhờ gà. Phải chi Đức Thầy chúng ta còn tại thế gian này, thì khi mà chúng ta có làm sai thì Đức Thầy sẽ chỉ chúng ta, sẽ dạy chúng ta, sẽ nhắc nhở chúng ta, cũng như Đức Thầy từng dạy các đồng đạo của mình. Trong khi Đức Thầy chưa vắng mặt thì lúc bấy giờ coi như là mẹ gà mà con gà, thì đương nhiên được cái sự che chở đùm bọc của mẹ. Còn đằng này Đức Thầy chúng ta đã vắng mặt rồi, trong khi đó Đức Thầy để lại quyển Sám Giảng Thi Văn toàn bộ, đây gọi là kinh của đạo Phật giáo Hoàn Hảo chúng ta. Và đồng thời kinh đạo Phật giáo Hoàn Hảo chúng ta nó không có biết nói chuyện, không biết nói chuyện đồng đạo à. Cho nên hôm nay chúng ta muốn nên người thì đồng đạo chúng ta phải mở quyển Giảng Thầy ra chúng ta xem. Bởi vì giờ này chúng ta mẹ gà mà con vịt, vịt mà muốn được sự bảo toàn, không có bị diều hôi quạ tha xấu bắt, thì vịt này phải ở cờ gần bên mẹ. Phải chi mà còn mẹ vịt thì vịt con đi đến đâu thì mẹ vịt đi đến đó để hỗ trợ. Còn đằng này không còn mẹ vịt nữa mà còn mẹ gà, do đó cho nên vịt con muốn được bảo vệ thì vịt con phải về với mẹ gà. Chúng ta phải tiếp cận với viễn giảng của Đức Thầy. Khi tiếp cận là Đức Thầy mở lời, Đức Thầy đọc từng trang, xem từng chữ, thì quý vị hình dung cũng như Thầy đang dạy chúng ta.
cũng như thầy đang nhắc nhở chúng ta. Còn nếu như bằng ngược lại, giờ này đồng đạo chúng ta là tín đồ Đức Thầy, mà một năm 12 tháng mình chưa mở quyển giảng thầy ra chúng ta xem, thì coi như chúng ta rất là xa thầy. Rất là xa thầy, bởi vì quyển giảng không có nói chuyện được, không bao giờ sai chúng ta được, không bao giờ nhắc nhở chúng ta được. Mà mình muốn được cái sự nhắc nhở thì mình phải đến quyển giảng, mở quyển giảng ra để chúng ta đọc, để chúng ta nghe. Và từ trạng thái đọc hoặc là nghe, hai mà một, một mà hai, thì chúng ta sẽ phát hiện ra được những cái điều mình làm sai, và chúng ta biết được những cái điều mà chúng ta làm theo lời Đức Thầy. Thì đây là cái điều tối cần mà chúng ta cần phải thực hiện. Và đồng thời quý vị muốn được ơn trên quá độ thì giờ này giáo lý Đức Thầy là một cái phương tiện cần phải có trong cái nguồn tâm thức của mỗi đồng đạo chúng ta. Thì khi mà chúng ta có nghe kinh, có xem lời Đức Thầy, thì lúc bây giờ mình biết sửa mình. Cũng giống như hôm nay khi mà trình bày cái đề tài này, mà nếu tôi không xem giảng thầy thì lấy đâu mà trình bày quý vị đó, biết đâu mà để trình bày với tất cả đồng đạo chúng ta. Nhờ xem giảng thầy, hiểu giảng thầy, rồi tham cứu một số kinh sách khác, đồng đạo chúng ta mới có dịp chia sẻ với nhau từ đề tài này đến đề tài khác, từ ngày này đến ngày nọ, để chúng ta tìm tối ưu hóa nơi nội tâm chúng ta, để chúng ta loại bỏ các niệm tà, loại bỏ những thư tật xấu, để rồi chúng ta không còn bảo thủ, không còn bản ngã. Vì vậy cho nên cái công năng của vị giảng Đức Thầy, như Đức Thầy dạy chúng ta là cảnh tỉnh người mê vời cõi ngộ, dạy răng kẻ tột vượt nay hà. Vì vậy cái công năng của vị giảng Thầy là một cái con thiền đại đạo. Cho nên Đức Thầy dạy rất rõ là ma ha thòn nhỏ dọn rồi đã bước xuống đi qua bến giác mà, sao hãy trần chờ ta réo mãi dân tình, xem giảng cứ ngâm nga. Vì vậy cho nên con thiền bát nhã giờ này Đức Thầy đã soạn sẵn. Con thiền bát nhã tức là trí tuệ bát nhã được Đức Thầy đúc kết trong quyển giảng của Ngài, gọi là bao nhiêu tâm não gốt tôm dặn dò kỹ lưỡng trăm nơm khắp cùng. Mà nếu như giờ này đồng đạo không học giảng thầy là coi như chúng ta chưa chịu bước xuống con thuyền bát nhã. Trong khi Đức Thầy dạy là thuyền bát nhã ta cầm tay lái, quyết đưa người khỏi bến sông mê. Do nên con thuyền đã có rồi, thuyền đại đạo đã có rồi, và con thuyền này sẽ rời bến bất cứ lúc nào để đưa chúng sanh từ bờ mê sang bến giác. Trong khi ấy mà chúng ta không có học giảng thầy, coi như chúng ta vẫn còn ở bờ mê, mình không xuống được con thuyền, mãi mãi không bao giờ chúng ta qua được bến giác. Và đồng thời giờ này đồng đạo chúng ta đang ở gọi là đò chiều chiến chót. Chúng ta là phải nói rõ anh ruồi mù hàng nghìn năm mới nổi lên một lần, và duy nhất một lần nổi lên, duy nhất chỉ gặp một cái bọng cây, đó là lời Đức Thầy, là cái bọng cây để chúng ta núp vào đó, chúng ta được vào cái bờ mé giải thoát. Đằng này chúng ta nổi lên gặp bọng cây, không nắm bọng cây, có thuyền bát nhã, mình đã lên đên trong bõi trần thống khổ này từ lâu lắm rồi. Mà giờ này con thuyền bát nhã đã có, chúng ta không xuống con thuyền bát nhã này thì đương nhiên chúng ta ở đây đồng đạo. Cho nên mình phải nhận định rằng trí tệ bát nhã ba la mật đa, trí tệ đáo biển ngạn, được Đức Thầy hạ bút thần thơ đã đề khai. Nếu đồng đạo có điều kiện thì chúng ta đọc học, còn không có điều kiện giờ này chúng ta nghe cũng được đồng đạo. Ngày giờ này thì phương tiện nghe nhìn rất là dễ, chỉ cần đồng đạo có điện thoại thông minh thì chúng ta muốn nghe cái gì cũng được. Mình sẽ sàng lọc nghe kỹ lời Đức Thầy, hoặc giả chúng ta chỉ cần tốn chưa đầy 150.000 đồng, mình cũng mua được một cái máy phát, gắn một cái thẻ nhớ 8GB vào trong đó, hoặc là 2GB, 4GB gì đó, thì lúc bây giờ chúng ta nhớ là mình ghi lời Đức Thầy, để chúng ta phát lời Đức Thầy hàng ngày. Phải không đồng đạo? Một cái máy chúng ta phát tới mấy ngày đó, hết pin thì chúng ta sạc pin chúng ta nghe nữa, có tốn kém gì đâu đồng đạo. Vì vậy cho nên về phương diện học Phật, về xuống con thiền bát nhã này, xin thưa đồng đạo là không khó. Khó là do chúng ta không làm, do chúng ta chạy theo danh lợi nhiều quá, do chúng ta chạy theo cái quyển giả nhiều quá, đúng với câu là tạo duyên giả, phàm gian thân giả. Vì vậy cho nên chúng ta còn ở đây hoài là hoàn toàn do chúng ta. Chúng ta không nghe lời Đức Thầy, chúng ta không thực hiện đúng theo cái hoài bão ước mơ Đức Thầy. Vì vậy cho nên ngoài vấn đề nghe kinh ở cái thứ hai này, cái thứ ba Thầy dạy chúng ta là phải trọng Phật. Như vậy thế nào là trọng Phật đồng đạo? Vậy thì trọng Phật, trọng ở đây là chúng ta phải tôn trọng. Và sự tôn trọng này không phải chúng ta quỳ lại, không phải tôn trọng suông, không phải tôn trọng bằng cái lời nói,
Mà trọng ở đây nghĩa là chúng ta phải cố gắng thực hành theo, thì đó gọi là trọng. Còn thầy dạy một đàn, chúng ta làm theo một nẻo thì coi như chúng ta không có trọng. Tôi nói ví dụ, giờ này một cái người kia, mà nếu họ là cái người trọng mình, thì mình dạy cái gì, mình nói cái gì thì họ sẽ nghe lời mình. Cho nên mà nói đàn chàng hơn, anh đó anh trọng tôi lắm đó, tôi nói cái gì cũng nghe hết trơn. Mà bằng ngược lại, mình nói người ta không nghe, thì coi như lúc bây giờ người ta không có trọng mình. Cho nên người ta nói mình nói một đường mà ta làm một nẻo đồng đạo. Đây là mình nói về cái phương ngữ đời thường. Vì vậy cho nên hôm nay trọng Phật thì nó gồm các yếu tố. Yếu tố thứ nhất, trọng Phật là chúng ta phải đền ơn Tam Bảo. Và yếu tố thứ hai, trọng Phật ở đây là chúng ta phải làm theo lời chỉ. Ngà rài gặp ta, mình phải thực hiện theo lời Đức Thầy, đó gọi là trọng Phật. Như vậy thì ngược lại thế nào là không trọng Phật? Chúng ta cũng đưa ra một số vấn đề để chúng ta minh chứng. Tôi nói ví dụ bây giờ thầy dạy chúng ta thờ ba ngôi, mà nếu đồng đạo chúng ta thờ bốn ngôi, thờ năm ngôi là coi như mình không có trọng Phật rồi. Hôm nay mình mở một cái hàng quán, mình nghe cái anh bạn mà nói thôi bây giờ mới mở cái hàng quán, cần phải thỉnh ông Địa thần tài về thờ. Cái mình nghe theo mình đi ra chợ mua ông Địa thần tài, cái mình lỡ ông thầy mình xên bùa mình đem mình thờ. Vậy thì mình có trọng Phật đâu. Mà lúc giờ mình trọng ông Địa thần tài đúng không? Lúc giờ mình trọng anh hàng xóm rồi. Đây là những cái mà vấn đề chúng ta không trọng Phật. Hay hoặc là mình có đau ốm bệnh hoạn, mình không liên tưởng luật nhân quả. Mà lúc bây giờ mình nghe theo chị xui của mình, chàng ơi chị ơi tôi hồi đó đau giống như chị như vậy đó, mà từ ngày mà tôi thờ mà bà mẹ sanh bà mẹ độ đến giờ chàng tôi hết đau luôn á chị. Cái lúc bây giờ mình trọng chị xui mình thấy ghê, mình nghe lời chị xui mình thờ. Lúc này mình không có trọng Phật đó, mà trọng chị xui, đâu có trọng Phật. Rõ ràng làm đạo những cái này chúng ta thấy rất rõ rệt trong cuộc sống. Hay hoặc giả là chúng ta chạy theo dị đoan mê tín, rồi lại thời cuộc thiên cơ nó nay đời tới, ngày mai đời tới, rồi ngày kia đời tới, thế này thế khác thế nọ. Thì rõ ràng những vấn đề này là chúng ta rất là nhạy cảm, mình không có một cái tư tưởng trọng Phật. Rồi đồng thời vấn đề trọng Phật ở đây, thì cái thứ ba nữa, Đức Phật cũng như Đức Thầy mà mình minh chứng nãy giờ luôn dạy chúng ta là phải gìn giới luật, rồi nghe kinh, rồi trọng Phật. Cho nên một con người mà trọng Phật thì người này rất là cố gắng giữ giới để nghiên cứu lời Đức Thầy. Vì vậy cho nên nếu nói về tín đồ Phật giáo và hảo chúng ta, bởi vì khái niệm trọng Phật thì chúng ta nói xa không nói nó gần đi. Cho nên trọng Phật ở đây, ngoài trọng Phật Pháp Tăng, thì giờ này chúng ta trọng Thầy mình. Trọng Thầy mình. Quý vị còn nhớ không, Đức Thầy chúng ta cực khổ lắm. Khi ra đời mở đạo, Đức Thầy rất là cực khổ. Trong thời gian 7 năm 10 tháng 7 ngày, Đức Thầy văn du thuyết pháp từ ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão đến ngày 25 tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi 1947. Thì trong khoảng thời gian 7 năm 10 tháng 7 ngày, Đức Thầy bị người Pháp lưu cư là 5 năm 1 tháng 13 ngày. Rày đây mai đó là 5 năm 1 tháng 13 ngày. Đức Thầy chúng ta chỉ thông thả trên dưới có 2 năm mà đồng đạo. Vì vậy cho nên với sự nghiệp cứu đời Đức Thầy, thì giờ này đồng đạo chúng ta đã rõ rồi. Vì nghiệp trần mới hay bể ai, tâm can tỳ phới thận đau hoài, hay vì sanh chúng còn lao lý, nguyện uống cho đời chén phú cay. Hay hoặc là phận tớ sát phàm tớ sẽ dưng, cúng dường cho Phật Phật đành ưng, dầu cho phải chịu ngàn cay đắng, cũng nguyện đạo màu sẽ trắng hưng. Kính thưa đồng bào, như vậy thì chúng ta thấy cái công nghệ công nghiệp độ đời Đức Thầy rất là cực khổ. Đức Thầy để lại quyển sấm giảng thi văn toàn bộ. Cho nên hôm nay mình phải trọng Phật, mình phải nhớ lại sự nghiệp cứu đời Đức Thầy để chúng ta cố gắng thực hiện. Nếu chúng ta làm không trọn thì Đức Thầy xác định rất rõ là việc giải dối từ đây nên lánh. Bổn đạo ôi hãy ráng sửa mình, cuộc dạy đời ta lắm công trình, làm chẳng trọn uổng thay một kiếp. Kính thưa đồng đạo, cho nên chúng ta phải cố gắng. Hôm nay chúng ta phải trọng Thầy, bởi vì Đức Thầy xác định rất rõ, nếu thế gian còn chốn mê tân thì ta chẳng an vui cực lạc. Nếu như thế gian này còn có những con người đọa lạc trầm luân ở trong sáu nẻo luân hồi này thì Đức Thầy cũng không có về vị trí đồng đạo. Trong khi Đức Thầy dạy chúng ta rằng phần sĩ tăng tay trống miệng càng, giác thiện tính chắn hưng nền Phật giáo, nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Vì vậy cho nên nếu như giờ này
mà còn có kẻ trong chúng sanh chịu khổ thì ta cũng khổ vì họ vậy. Mà Đức Thầy đã dạy, cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta để trọng Thầy thì mình phải quyết chí tu cầu hy sinh đời ta, làm điều đạo nghĩa. Chúng ta phải nhắm cảnh niết bàn tấn tới, để rồi hầu dắt diều ba tánh thập phương rời miền tục lỵ, người bỏ hết những cái tư tưởng phiền não đầu buồn. Như Đức Thầy rất rõ trong cái phần chánh niệm cũng như trong cái phần chánh định. Vì vậy cho nên giờ này để trọng Thầy thì yếu tố quan trọng đầu tiên là chúng ta phải hành đạo. Ngoài cái việc học đạo, ngoài cái việc chúng ta học cái chân lý, học cái điều cao đẹp mà Đức Thầy đã hằng hóa trong quá trình Đức Thầy khai đạo, để lại cái quyển sấm giảng thi văn toàn bộ chúng ta. Cho nên người nào mà giờ này hàng ngày học đọc là Đức Thầy thì coi như người đó đã trọng Thầy, một phần đã trọng Thầy. Rồi bên cạnh học ra, đồng đạo chúng ta cần phải làm theo, cần phải hành theo. Như Đức Thầy dạy là quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Chúng ta phải làm theo những gì mình đã học, những gì mình đã hiểu, những gì mình đã tư duy đúng là Đức Thầy, thì đó coi như chúng ta trọng Phật. Và cái thứ ba nữa là mình phải truyền đạo. Mình phải làm sao làm cho cả cuộc sống loài người này cháy bỏng lên với cái giáo thuyết từ bi thánh thiện của Đức Thầy. Cũng giống như ngày xưa Đức Phật đã dạy trong kinh Di Giáo: này các người, giáo pháp của ta đó, các người phải gắng mà học đi, các người phải ráng mà học đi, gắng mà truyền đi, quyết mà hành đi. Mọi sự cúng dường tán dương Phật cũng không bằng đem giáo pháp của ta mà ban bố khắp trong trần thế. Như vậy thì hôm nay để trọng Phật thì mỗi đồng đạo chúng ta phải học đạo, hành đạo và truyền đạo. Và đồng thời hôm nay thực hiện theo lời Đức Thầy, thì tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng tâm niệm cái đoạn giảng mà Đức Thầy dạy, đó là nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đó là chúng ta trọng Thầy, trọng Phật. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì dình giới luật, nghe kinh trọng Phật, đây là ba yếu tố không thể thiếu trong mỗi đời tu chúng ta. Và nếu như mỗi đời tu chúng ta có được ba yếu tố này, gọi là con đường tu Phật, thì lúc này đến cái ngày cuối cùng, Đức Thầy khẳng định là đến lâm chung quả lành đâu mất. Như vậy thì lâm chung, nếu nói từ ngữ chữ lâm là gặp, chữ lâm là mắc phải, chữ chung là sau cùng. Chữ chung đây giống như chung kết, giống như chung cuộc đồng đạo. Chữ thủy là đầu, chữ chung là kết cuộc đó. Vì vậy nên lâm chung là cái ngày cuối cùng, chúng ta lâm dấp rơi phải vào cái ngày cuối cùng. Cho nên trong giảng Thầy thì từ lâm chung ở quyển phiến thiện này, Đức Thầy dạy chỉ có hai chỗ trong quyển phiến thiện này. Như đoạn khác Thầy dạy là gừng hấp hối, tâm thần sao xác, trí vẫn vơ kinh sợ vô cùng, rồi mòn lần đến phút lâm chung, giả cõi tạm theo đường tội phước. Như vậy thì khi đọc đoạn giảng này thì chúng ta hiểu ngay, lâm chung là cái giờ phút mà chúng ta giành giật với tử thần, thì cái đây là cái giờ phút cuối cùng. Như vậy thì đến lâm chung, đến cái giờ phút cuối cùng, và đồng thời đến giờ phút này thì sẽ nảy sinh ra hai yếu tố. Một yếu tố là về phần chúng ta. Vậy thì yếu tố về phần chúng ta thì thường đến phút lâm chung này, chúng sanh phải rơi vào cái chỗ gọi là cận tử nghiệp. Như vậy thì thế nào gọi là cận tử nghiệp? Cận tử nghiệp, chứ cận là gần, tử là chết đó. Cận tử nghiệp là cái nghiệp mà khi chúng ta gần chết, cái nghiệp này nó phát khởi, theo nhà Phật gọi là cận tử nghiệp. Cho nên Đức Thầy cũng dạy rất rõ, chữ lục tự trì tâm bất viễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Như vậy thì lâm nguy và lâm chung ở đây thì hai cái từ ngữ này có khác nhau về từ ngữ. Nhưng mà lâm nguy mà đi đúng vào từ lâm nguy, đi đến cái chỗ đại lâm nguy, tức là lâm chung, tức là đến cái mức độ mà chúng ta bỏ xác. Và đồng thời khi mà chúng ta đến cái giờ lâm chung này thì cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp nói cho dễ hiểu, đó là cái sự phát lại. Nó là trung tâm phát lại. Phát lại cái gì? Phát lại những gì mà chúng ta đã thu thập hàng ngày trong cái cuộc sống chúng ta, trong cái quá trình chúng ta. Tôi nói ví dụ, năm nay tôi 46 tuổi, thì đến cái giờ mà gần chúng tôi bỏ cái xác này, thì khi cận tử nghiệp là trung tâm phát lại. Phát cái gì? Phát lại trong 46 năm nay, cái gì mà tôi ghi nhớ, tưởng nhớ nhiều nhất, cái gì mà tôi đặt nặng nhất,
trong cuộc đời của tôi thì đến cái giờ này nó sẽ phát lại. Như vậy thì vả sử như chúng ta không tu, chúng ta làm những cái chuyện độc ác, thì đến cái giờ phút lâm chung này, cái trạm phát lại chúng ta, nó sẽ phát lại những cái đoạn video mà chúng ta nhớ nhiều nhất, chúng ta thương nhiều nhất. Vì vậy cho nên trong cái cuộc sống hàng ngày, nếu đồng đạo chúng ta ghét người nào nhất, thì đến cái giờ phút đó chúng ta sẽ nhớ người đó nhất. Nếu như chúng ta thương người nào nhất, thì đến giờ phút đó chúng ta sẽ nhớ người đó. Và sự thương nhớ ghét thương này thì nó là nghiệp. Nghiệp để làm gì? Nghiệp để cuốn hút cái thần thức chúng ta để thác sanh về cái cảnh giới, để thọ nhận những cái ý muốn mà chúng ta đã muốn khi trước khi giờ chết. Như vậy để minh định vấn đề này thì ngài Chí Công Hòa Thượng có kể một cái mẫu chuyện. Chí Công Hòa Thượng sống cùng đời với vua Lương Võ Đế, cùng đời với Bồ Đề Đạt Ma, và được biết Chí Công Hòa Thượng là cái người đã có được thần thông. Nhưng tôi cũng chưa xác định rằng ông này có đủ sáu phép hay không, chỉ biết rằng kinh sách để lại ông có thần thông, đặc biệt ông có thiên nhãn thông, ông có luôn cả tha tâm thông, và đặc biệt ông có luôn cả là thần túc thông, túc mạng thông, biết được cái sinh mạng nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy thì một buổi sáng nọ có một cái đám cưới đi ngang, thì lúc bây giờ Chí Công Hòa Thượng có nói rằng thật cổ quái, các môn nhân đệ tử không biết ngài nói gì mà hỏi: dạ thưa thầy, tại sao đám cưới đi ngang như vậy mà thầy đã nói là thật cổ quái, có điều gì lạ thầy mách bảo chúng con nghe? Thì lúc bây giờ Chí Công Hòa Thượng nói: cô dâu bà nội chú rể, thì nghe điều này các vị môn nhân đệ tử hết sức là ngạc nhiên. Ủa, tại sao cô dâu là bà nội chú rể? Trong khi đó thấy cái đôi nam nữ này, tân gia nhân này rất là xứng đôi vừa lứa với nhau, mà tại sao lại cô dâu là bà nội chú rể? Vì vậy cho nên các môn nhân đệ tử lúc bây giờ thắc mắc, rất là ngờ vực, nhờ thầy giải nghĩa cho con. Thì lúc bây giờ Chí Công Hòa Thượng mới dùng thần túc thông, mới quán chiếu về cái định nghiệp ở tiền kiếp của cô dâu. Vì vậy cho nên Chí Công Hòa Thượng mới nói: cô dâu trước đây là bà nội chú rể. Vì vậy cho nên lúc bây giờ trước khi cái giờ lâm chung đó, thì lúc bây giờ bà nội mới kêu thằng con trai nói rằng đó, đối với mẹ giờ này thì coi như là mọi việc mẹ đã lo hết rồi, các con ổn định hết rồi. Nhưng một cái điều mà mẹ đang trăn trở đó là cháu nội của mẹ mới sinh ra được khoảng chừng 2 năm tuổi, rồi không biết sau này nó được vui hay khổ. Và đặc biệt thì sống trong nhà, thì đồng đạo biết như ở nhà quý cô có cho nội với cái ngoại cô biết, nhất là những đứa trẻ 1-2 tuổi nó dễ thương lắm, thương dữ lắm. Cho nên lúc bây giờ bà nội rất là thương cháu nội, thương mà lo, không biết là sau này cháu nội của mình nó vui hay khổ, lo lắm. Thì đến khi mà cận tử nghiệp, đến cái giờ phút cuối cùng đó, mà tâm lúc nào cũng thương cháu nội và lo cháu nội, cho nên mới nói con trai đó, đối với mẹ là giờ này mẹ quá mãn nguyện rồi, các con đã đầy đủ hết rồi, giàu có hết rồi. Nhưng mà cái nỗi niềm mẹ lo nhất là cháu nội của mẹ, cho nên đến cái giờ phút cuối cùng lâm chung mà còn lo cháu nội như vậy. Vì vậy cái thần thức sau khi lâm chung rồi đi theo cái định nghiệp và cuối cùng đào thai trở lại thành một gia đình khác, thành một cô thiếu nữ, trên lệch với nhau là 2 tuổi. Và khi cô thiếu nữ này lớn khôn, nhân duyên đặc để, hai người bắt đầu thành chồng vợ, cưới gả với nhau, cho nên mới có một cái cuộc hôn nhân thật lão quái. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì qua mẫu chuyện này, để mỗi đồng đạo chúng ta lúc nào mình cũng phải dặn dò nơi tâm mình, nhất là ở đây có quý cô quý cậu, quý vị cũng đã có cháu nội cháu ngoại lớn tuổi rồi. Vì vậy nên quý cô quý bác của mình phải nhớ nghe, giờ này chúng ta phải đến cái giờ lâm chung này nè, mình phải làm sao mà mình thương ông Phật là hơn hết đó quý vị. Luôn cái chồng con của mình cũng vậy, lúc mà còn đang sanh tiền á, chồng tôi thương nhất đó, vợ tôi thương nhất đó, con tôi thương nhất đó. Nhưng mà giờ này mà chúng ta đến cái giờ cuối cùng mà mình còn thương chồng nhất, thương con nhất, là coi chừng chúng ta đào thai làm chồng làm con nữa. Bởi vì Đức Thầy dạy là chuyển lương trong nhân hoặc các loại căn mà ám làm điều dạy dột. Vì vậy cho nên đến cái giờ lâm chung này chúng ta phải sáng suốt quý vị. Cho nên trong đời sống quý vị biết tại sao mà người ta thích tu hành độc thân không? Bởi vì khi mà độc thân tu hành người ta không có liên ái. Trong khi Đức Thầy căn dặn chúng ta làm sao? Tan gia không nên khóc lóc, làm cản trở sự siêu thoát anh linh của người chết.
Vì vậy Đức Thầy cũng sợ đó. Đức Thầy cũng sợ cái sự luyến ái này. Vì vậy cho nên trong cái cộng đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta, mà nếu cái người nào mà không có gia đình đó, thì coi người này đỡ. Không có chồng, không có vợ, không có luyến ái, nó đỡ đồng đạo. Lúc bây giờ chỉ luyến ái ông Phật à, thì được sanh về có Phật. Hoặc vả là bây giờ chúng ta đã có vợ có chồng rồi đúng không nè, mà lỡ như chồng mình đi trước, vợ mình đi trước, thì coi như chúng ta rảnh nợ nghe đồng đạo. Nhớ là rảnh nợ nghe. Bởi vì cái sự luyến ái chằng chịt này đã bỏ mình đi rồi, thì giờ này coi như mình khỏe đồng đạo. Mình khỏe mà đừng có dệt thêm nữa nha. Dệt thêm nữa là chúng ta trồng thêm một cái khổ nữa. Vì vậy cho nên đến cái lâm chung này, thì đây là yếu tố mà theo tôi nghĩ rằng qua một cái mẫu chuyện và chúng ta đã có sự chứng minh, thì mỗi đồng đạo chúng ta đến lâm chung thì tuyệt đối, tuyệt đối cái cận tử nghiệp của chúng ta phải là phát ra những cái điều từ bi chí thiện. Cho nên hôm nay trong quá trình tu hành của mình, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải hướng về với Phật, hướng về sự hành đạo. Nếu đồng đạo chúng ta hướng về với Phật, hướng về sự hành đạo, nhất là chúng ta chuyên trì niệm Phật đó, thì tôi tin chắc rằng đến cái giờ phút lâm chung, đến lúc lâm chung chúng ta thực sự hưởng được cái quả lành. Bởi vì đến đó cận tử nghiệp, khi mà cái trung tâm nó phát ra những cái chúng ta ghi nhớ, thì nếu như hàng ngày đồng đạo chúng ta làm từ thiện không à, hàng ngày chúng ta niệm Phật không à, thì đến giờ phút đó phát ra cái điều thiện lành, phát ra cái điều niệm Phật thì rất là tốt rồi. Cho nên cái quan trọng đến cái giờ này, mà lúc bây giờ chúng ta không kêu cái tâm mình nó niệm, làm sao kêu được đồng đạo. Lúc giờ bệnh hoạn nó khởi lên, làm sao chúng ta kêu tâm mình niệm Phật được. Lúc bình tĩnh như thế này thì chúng ta còn nhắc nhở, còn kêu cái tâm mình niệm Phật nha. Còn khi mà gần cái giờ đó rồi, như Đức Thầy dạy tôi vừa nhắc lại, gần hấp hối tâm thần sao sát, thì lúc bây giờ chúng ta bất động đồng đạo à. Chúng ta bất động, mình không làm chủ được mình đâu, mà bệnh hoạn nghiệp nó làm chủ. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, quý vị cố gắng chúng ta nên gây cái thiện duyên, nên gây cái nghiệp lành, nên chuyên tâm niệm Phật đi, để đến ngày đó tự nhiên cái trung tâm phát hành này, cái cận tử nghiệp đến với mình là toàn đến cái điều lành, đến cái điều tốt đẹp. Thì đó là chúng tôi nói một cái khái niệm để chúng ta hiểu về giây phút lâm chung. Và đồng thời nếu như cái người nào mà chuyên trì niệm Phật, cái người nào làm lành thì sẽ có được cái dấu hiệu. Cái dấu hiệu là biết được cái ngày mình vãng sanh. Thì điều này quá quý đồng đạo. Điều này rất là quý. Một là do cái hạnh nguyện của mình, hai là do công phu hành đạo. Cho nên bản thân mình cũng tiếp cận một tiểu số đồng đạo, cũng có đồng đạo mình chứng kiến nghe đồng đạo. Mình chứng kiến, mình thấy đồng đạo mình mà trước khi giờ chết đó, còn niệm Phật, hỏi nhớ Phật, nhớ niệm Phật, niệm Phật nghe rất là rõ ràng. Lúc giờ mình sợ mình test bác niệm ra tiếng con nghe, thì vị này niệm Phật ra tiếng rõ ràng, thì sau đó thì trút hơi thở sau cùng, thì coi như là quá tuyệt vời. Hoặc giả là cũng có vị đồng đạo chúng ta trước khi lâm chung, thì vị này đọc một cái bài chú, đọc một cái bài nguyện, cái bài nguyện cầu nguyện người chết cho bản thân mình. Mà điển hình là một cái mẫu chuyện của đồng đạo Nguyễn Văn Lùng. Thì đồng đạo này trước đây là trưởng ban phổ thông giáo lý quận Tân Châu. Thì lúc đồng đạo này qua đời, thì dầu rằng lúc ấy tôi không có mặt ở tại đó, nhưng mà nghe con cháu trong gia đình kể lại, thì trước khi tắt thở thì đồng đạo Năm Lùng đã đọc cái bài nguyện, đọc nguyên văn cái bài nguyện vái Phật Tổ Phật Thầy, nay con thành tâm cầu nguyện cho Nguyễn Văn Lùng hưởng thọ 81 tuổi gì đó, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được phóng chúng vào đồ vãng sanh miền Cực Lạc. Đồng đạo này niệm tới 3 lần, đọc cái bài nguyện tới 3 lần, rồi sau đó thì trút hơi thở sau cùng. Và từ đó thì chúng ta mới xem cái cuộc đời hành đạo đồng đạo này, thì là một đồng đạo tại gia có vợ có con, nhưng mà đồng đạo có một người con gái thôi. Và đặc biệt thì đồng đạo phải nói rõ là giảng thầy là thuộc thật sự là tu cảm nể, gần như là quyển tôn chỉ hành đạo đọc không trật một chữ đồng đạo. Thật sự là tôi đọc quyển sáu còn trật lên trật xuống nha. Còn ông Năm Lùng ngày xưa đọc không trật một chữ, nó thuộc giảng thầy dữ lắm. Sống một cuộc đời phạm hạnh, hành đạo một cách miên mật, đầu để một cái búi tóc, đi đâu mặc đồ bà ba trắng không mà đồng đạo. Cuộc sống một sức hết sức là miên mật, thì cuối cùng cái quả vị đạt được trong cái giờ phút lâm chung, mình đã chứng kiến được điều đó. Cho nên đây là những cái bài học mà mình muốn đem ra kể tại nơi đây với những người đạo phước mà bản thân mình đã biết được. Và trong đạo chúng ta có rất nhiều người khi đến giờ phút lâm chung đã đạt được kết quả. Mà cái điển hình nhất, cái trường hợp đồng đạo còn nhớ không, một vị cao đồ của mình, đó là đồng đạo Võ Văn Giỏi, tức là ông cụ thơ ký sư phụ Nam Kỳ.
Ông này đặc biệt hành trì pháp môn tịnh độ, chuyên trì niệm Phật, và ông đã biết trước được cái giờ phút lâm chung đó, biết trước đã 3 tháng đồng đạo. Ông đã mách bảo với gia đình là ông 3 tháng sau vào ngày giờ đó đó, ông sẽ về với Phật. Cho nên vấn đề này rất là tốt quý vị, cho nên chúng ta phải ráng nha. Quý vị phải ráng gìn giới luật, nghe kinh trọng Phật. Chúng ta phải ráng tu thân rồi gìn giới luật, nghe kinh trọng Phật thì mình sẽ đạt được kết quả đó. Và kết quả đó thì Đức Thầy dạy đến lâm chung quả lành đâu mất. Kinh đó là không có mất đúng không? Thì rõ ràng đến đây là không có mất quý vị. Khi mà chúng ta có được cái quả lành rồi là không có mất đồng đạo. Giống như Đức Thầy dạy rất rõ là trồng cây lành vị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Cho nên giờ này đồng đạo cứ làm lành đi. Tôi nói ví dụ giờ trong nhà của mình, mình có 1 tỷ bạc, thì nếu như 1 tỷ bạc này mình để trong két sắt, mình lấy ra 500 triệu mình mua sắm cái này cái kia cái nọ, thì những cái đó sau khi chúng ta lâm chung thì xin thưa đồng đạo nó mất. Bởi vì nhắm mắt cũng nắm hai tay, nó đem tiền của trong đài hầu non đâu đem được gì đâu. Nhưng 1 tỷ đồng này nếu chúng ta đem ra, chúng ta làm phước thiện, chúng ta giúp cho người cơ nhở, chúng ta làm công tác từ thiện, thì khi lâm chung 1 tỷ này nó còn y đồng đạo, nó còn y không có mất đồng đạo. Bởi vì khi mà chúng ta chết rồi thì lúc bây giờ tất cả cái gì của chúng ta, những cái gì hữu hình đó, cái gì mà của mình đó thì mất hết. Chúng ta chỉ duy nhất còn lại những gì chúng ta đã cho, chúng ta duy nhất còn lại những cái công đức mà chúng ta đã tu tập. Vì vậy cho nên giờ này đồng đạo phải nhận định được rằng xác thân chúng ta là giả. Cho nên tại sao chúng ta không mượn cái giả để tìm cái thật? Giờ này tất cả chúng ta biết được rằng ruộng vườn, nhà cửa, tiền bạc nó là không thật. Như Đức Thầy đã dạy rất rõ là tiền ma gạo quỷ đừng nên trữ, sao cũng tiêu theo luật của trời. Mà thật sự chúng ta thấy rõ rằng đối với nó thì nó là một cái người bội bạc. Như Đức Thầy dạy gẫm kim tiền bội bạc bắt tài, đâu làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Như vậy thì một mặt khi chúng ta biết cái thân này giả, tại sao mà chúng ta không tạo cái thân thiệt ở mai sau? Tại sao chúng ta không công phu hành đạo? Tại sao chúng ta không miên mật niệm Phật, không giữ gìn giới luật? Tại sao chúng ta không sống trong một cái nét sống, cái nét sống từ bi của Đức Phật, để rồi sau này chúng ta hưởng được cái quả Phật? Đã nói cái thân này giả, tại sao mình không đài cái thân này nó ăn chay? Nó ăn chay để chúng ta linh hồn được hưởng. Còn nếu như giờ này mình mà muốn hưởng tại đây thì linh hồn chúng ta đọa lạc, mình không bao giờ được cái kết quả. Vì vậy cho nên đã cái thân là giả, tại sao chúng ta không đài cái thân này nó cúng lại, không đài cái thân này ngồi niệm Phật, không đài cái thân này làm từ thiện, để sau này chúng ta có được cái công đức, thì đó là công đức thật đồng đạo. Rồi giờ này tài sản của cải là giả, ngoài cái việc chúng ta lo tròn cha mẹ như thế, ngoài cái việc chúng ta lo cho cái sự nghiệp cuộc sống hàng ngày, thì tại sao chúng ta không dùng tiền giả đổi công đức thật, không dùng tài sản giả đổi công đức thật? Ví vị biết ngày xưa mà thái tử, ngày xưa mà cấp cô độc đã dùng vàng để lót cái vườn thái tử Kỳ Đà, thì vàng là giả, ba cái vàng là giả, nhưng mà cuối cùng khi mà trải đất rồi, khi mà được cái kỳ viên tỉnh xá rồi thì công đức vô lượng đến ngày giờ này. Cho nên từ đó chúng ta mới suy ra được rằng đây là một cái bài học mà mong rằng qua lời Đức Thầy dạy đến lâm chung quả lành đâu phất đâu mất, thì giờ này thật sự những cái công đức tu hành, những cái điều thiện lành, những cái chúng ta hy sinh cho đạo, những cái chúng ta công phu, những cái chúng ta cho trong cái công tác từ thiện, trong cái công tác an sinh xã hội, thì xin thưa đồng đạo là không mất. Chúng ta phải nhận định là không mất. Và đồng thời chính vì cái chỗ không mất này, cuối cùng chúng ta đã có được một cái đôi cánh đồng đạo. Tính chính vì từ chỗ không mất là còn, nhưng mà còn cái gì? Thì xin thưa đồng đạo, từ cái công đức nãy giờ chúng ta bàn không mất, thì từ công đức này là một cái nguồn năng lượng đặc biệt để tái tạo nên một cái con người chúng ta thứ hai. Con người thứ hai này không phải là cõi đời này, mà con người thứ hai này chúng ta được liên quan quá thân, chúng ta được đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, lúc bây giờ chúng ta được về cõi Phật. Cho nên Đức Thầy mới dạy luôn cái câu cuối cùng: đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật để chờ. Như vậy thì cõi Tây Phương là cõi Phật, cõi Tây Phương là cõi của Đức Phật A Di Đà. Vì vậy cho nên giờ này nếu nói về cõi Tây Phương thì mỗi đồng đạo chúng ta phải tin rằng, hôm nay chúng ta phải tin rằng có cõi Tây Phương đồng đạo.
Như Đức Thầy dạy, cảnh Tây Phương báu ngọc đài lầu, ráng tu tỉnh tìm nơi an dưỡng, hay hoặc là về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngài ban thưởng công tu. Cho nên yếu tố đến đây chúng ta lại thêm một cái niềm tin nữa là có cõi Tây Phương, đồng đạo à. Và Đức Thầy chúng ta từ cõi ấy trở về đây, bồng lai liên dạy có ngôi Tây Phương cực lạc, hùng ngồi tòa sen. Vì vậy cho nên chúng ta phải tin rằng có cõi cây Tây Phương, và Đức Thầy cho biết rằng cõi Tây Phương chư Phật để chờ. Như vậy thì ở bên kia, như lời Đức Thầy giới thiệu là các chư Phật không khi nào rảnh tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh. Ở đây nhiều khi chúng ta quên Thầy quên Phật, còn ở bên cõi bên kia Đức Phật và Đức Thầy không bao giờ quên chúng ta. Vì vậy Đức Thầy dạy ở đây cõi Tây Phương chư Phật để chờ. Chờ cái gì? Chờ những con người có được công đức lành. Có được công đức lành như chúng ta bàn ở câu thứ 5 vừa rồi, tức là đến lâm chung quả lành đau mắt. Đồng đạo nhớ kỹ rằng Đức Phật chỉ chờ những con người đến giờ phút lâm chung đó được cái quả lành, thì Đức Phật chờ đợi, gọi là chờ đợi con hiền nói tục cổ, hay hoặc là kiếm con hiền đức dắt về về nơi cõi Phật à, hay hoặc Đức Thầy dạy rất rõ là chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngói. Còn mà nếu như một cái người mà đến lâm chung mà quả lành không có đó, mà toàn là quả dữ, thì lúc bây giờ Đức Phật không có chờ được, đồng đạo. Không có chờ được, bởi vì đến lâm chung mà chúng ta còn quả dữ thì chỉ có ngu đầu mãi diện, chỉ có là Diêm La Phương, chỉ có phán quan chờ chúng ta ở dưới thôi. Còn khi mà đến đây, đến giờ lâm chung chúng ta có quả lành, thì thật sự đây là một cái tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn mà các Đức Phật ở bên kia đang chờ đợi chúng ta. Vì vậy cho nên cõi Tây Phương chư Phật để chờ. Qua cái câu giảng sau cùng này, đồng đạo chúng ta phải tinh tấn. Đường đi nước bước giờ này Đức Thầy dạy rất là rõ ràng. Chỉ cần chúng ta cố gắng thực hiện theo lời Đức Thầy, thì tôi tin chắc rằng những cái hoa trái, những cái trái ngọt chúng ta sẽ hưởng. Và cái trái ngọt này là chúng ta được giải thoát, chúng ta cắt đứt cái sợi dây sanh tử luân hồi mà chúng ta đeo đắm từ vô lượng kiếp đến nay. Và cái trái ngọt này là trái ngọt chúng ta không có còn không già không bệnh hết ngày nào lo. Lúc bây giờ mình không còn mang cái thân xác này nữa, mà lúc bây giờ chúng ta sẽ được cái thân liên quan quá thân, như Đức Thầy dạy là thần thức nhập thai sang tinh hảo, nên khỏi màn lo nỗi khổ sanh. Và đồng thời ở đây đồng đạo đừng có ước muốn, đừng có ham muốn chi cho nó nhọc sức. Chỉ cần đồng đạo về bên cõi Tây Phương bên kia, theo cái sự giới thiệu của Đức Thầy chúng ta, thì khi về bên kia thì cuộc y thực muốn chi đủ thứ không nhọc nhằn lo việc sinh nhai. Ở đây chúng ta hy sinh đi, gọi là cư trần bất nhiễm lẫn tục đừng mê, thì qua bên kia chúng ta có đầy đủ. Còn nếu ở đây chúng ta nhiễm thế này, mê cái kia mê cái nọ, thì chúng ta mắc luôn cả chài lẫn chì, đồng đạo. Đây là phương diện đối đãi lẫn nhau. Cho nên qua câu giảng sau cùng này là một cái câu giảng để chúng ta chứng được đạo. Vì vậy cho nên qua lời Đức Thầy dạy, qua 6 câu giảng này, mau thức tỉnh, tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đau mất, cõi Tây Phương chư Phật để giờ. Vậy thì qua 6 câu giảng này thì sẽ có 3 phần lớn. Cái phần thứ nhất là chúng ta phải có nhận thức, nhận thức. Cái phần thứ hai là chúng ta hành đạo. Và cái phần thứ ba là chúng ta đạt đạo ở trong 6 câu giảng này. Như vậy thì cái phần nhận thức, thì qua 6 câu giảng này, phần nhận thức ở đoạn đầu, Đức Thầy luôn luôn nhắc nhở dạy dỗ chúng ta rằng giờ này mình phải nhận thức được cuộc đời là giả tạm, thân là giả tạm, và thân mạng chúng ta nó không trường tồn vĩnh cửu. Một sớm một chiều nào đó chúng ta sẽ trả lại cho tứ đại, như lời Đức Thầy dạy là cuộc thế trao dồi mượn tắt hơi, nín thở nằm ngay không cựa quậy, xót thương con trẻ khóc đôi lời. Vì vậy cho nên giờ này chúng ta còn hơi thở, còn hoạt động được, thì chúng ta phải trân quý cái thời gian chúng ta còn sống để chúng ta hành đạo. Và cái thứ hai là chúng ta phải nhận định được cuộc đời là giả tạm, chúng ta sống trong cái buổi hạ nguyên hạ, chờ ít lâu cũng lặn về tây. Chúng ta sống trong thời kỳ này rất là khổ khó, cho nên mình phải nhận định như vậy để rồi chúng ta cố gắng tu tập. Thì đó là về cái phương diện nhận thức. Và phương diện thứ hai là phương diện tu tập. Phương diện nhận thức thuộc về học Phật, Đức Phật dạy chúng ta về nhận thức như vậy. Và về cái phương diện tu tập thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải tu nhân. Đúng như lời của Hòa Thượng, lời của một vị cổ đức Đạo Thanh Hòa Thượng, ngài xác định rất rõ là dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu tiên đạo viễn hỷ. Có nghĩa là muốn tu đạo tiên
thì trước tiên phải tu đạo nhân, mà nhân đạo không xong thì đạo tiên còn xa lắm vậy. Thì hôm nay Đức Thầy cũng dạy chúng ta rất rõ là ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Nếu tròn nhân đạo mới hay, mà nếu không tròn nhân đạo là coi như chúng ta đổ vỡ. Vì vậy cho nên người tín đồ Phật giáo và hảo tứ đại trọng ân tam nghiệp, đây là cái điều hằng hữu đầu tiên mà chúng ta thực hiện trong cái thềm thang tu nhân của người tín đồ Phật giáo và hảo. Và đồng thời tu nhân chúng ta chưa giải thoát nhé, mà muốn giải thoát đồng đạo phải giữ giới luật, đi vào tam vô lậu học giới định huệ. Và đồng thời muốn kiên trì trong sự giữ giới thì chúng ta phải nghe kinh, chúng ta phải trọng Phật. Nghe kinh là chúng ta phải học đọc lời Đức Thầy dạy, đúng cái câu là khá chí tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền hắc ám phong ba. Khá chí tâm học hành kinh sám là nhân, thoát nơi miền hắc ám phong ba là quả. Mà nếu chúng ta không khá chí tâm học hành kinh sám thì tôi và quý vị mãi mãi không bao giờ chúng ta thoát được cái nơi sông mê bể khổ này, mà Đức Thầy dùng cái từ hắc ám phong ba thì chúng ta cũng đủ hiểu rồi. Và đồng thời bên cạnh đó chúng ta phải trọng Phật. Trọng Phật là trọng Thầy. Trọng Phật ngoài cái việc đền ơn Tam Bảo ra thì bên cạnh đó trọng Phật thì Đức Thầy dạy cái gì chúng ta làm theo cái nấy. Đức Thầy dạy chúng ta giữ giới thì chúng ta giữ giới. Đức Thầy dạy chúng ta cúng lại một ngày hai thời thì chúng ta cúng lại một ngày hai thời. Đức Thầy dạy chúng ta thờ ba ngôi thì chúng ta thờ ba ngôi. Đức Thầy dạy chúng ta phải cố gắng thực hiện làm sao trong cái thềm thang nhân đạo, trong tứ đại trọng ân như chúng tôi vừa nói thì chúng ta phải thực hiện. Rồi đồng thời Đức Thầy dạy chúng ta là Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ đi đứng nằm ngồi đáng niệm chớ quên, không đợi gì thờ khắc. Thì nếu trọng Phật chúng ta không thể nào quên Phật đồng đạo. Bởi vì nếu như hôm nay trọng Phật mà chúng ta quên Phật, chúng ta quên niệm Phật là coi như chúng ta coi rẻ ông Phật rồi. Đã nói trọng Phật mà quên niệm Phật làm sao được. Vì vậy cho nên trọng Phật trọng Thầy ở đây, một mặt là chúng ta thực hiện theo lời Đức Thầy dạy, đó là lòng sáu chữ chứ không có ngớt thì nặng tay cũng thoát như không. Mặt khác trọng Phật ở đây là lúc nào chúng ta cũng nhớ Phật. Giống như quý vị rất là trọng cha trọng mẹ của mình, thì trong nguồn tư tưởng của mình sẽ nhớ cái người mình trọng nhất, đúng không? Mình luôn luôn trong tư tưởng mình luôn luôn nhớ cha nhớ mẹ của mình, nhớ thầy của mình, nhớ cái người mình trọng, nhớ cái người mình thụ ơn. Vì vậy cho nên hôm nay trọng Phật là chúng ta phải nhớ câu lục tự như lời Đức Thầy đã dạy. Muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Như vậy thì về phương diện hành đạo thì chúng ta thực hiện rồi thì đương nhiên chúng ta sẽ đạt được cái thứ ba là phương diện đạt được kết quả giải thoát. Vậy thì yếu tố đầu tiên trước khi chúng ta về có Phật thì cái quan trọng là giờ phút lâm chung, là cái giờ phút cao điểm quyết định cuộc đời thành bại của chúng ta. Cho nên đến giờ phút lâm chung mà mình thực hiện được các điều đó thì coi như chúng ta đã có quả lành. Và quả lành này xin thưa đồng đạo là không mất. Quả lành này nó sẽ giúp cho chúng ta thăng hoa vào cái lộ trình giải thoát. Và đồng thời cái quả lành này chẳng những chúng ta được an vui thanh nhã ra đi của một cái con người liễu đạo, và quả lành này giúp cho chúng ta đạt được kết quả là các đức Phật lúc nào cũng trông chờ, lúc nào cũng chờ đợi, giống như Đức Thầy dạy là A Di Đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mọi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Như vậy thì quá nhiều các vị Phật đang chờ đợi chúng ta. Cho nên chúng ta tuyệt đối mình phải gieo nhân lành để hưởng quả lành. Chúng ta tuyệt đối không gieo cái quả dữ để rồi chúng ta không gieo cái nhân dữ để rồi chúng ta hưởng cái quả dữ. Cho nên cái phương pháp cuối cùng đạt đạo là mỗi đồng đạo chúng ta sẽ được về cực lạc. Khi thực hiện đây chúng ta sẽ được về cực lạc. Chúng ta là con tiên cháu Phật, chúng ta sẽ được ngồi tòa sen, sẽ được tọa liên đài, đúng như Đức Thầy dạy là tu đền đã thế cho rồi. Thì sao mới được đứng ngồi tòa sen? Tất cả chúng ta sẽ được gặp Thầy, sẽ được gặp Phật như lời Đức Thầy dạy, dầu cho nay xa cách sở tời, sau Thầy tớ gặp nhau Phật cánh, ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đà. Kính thưa đồng đạo, thì đó là cái quả vị sau cùng mà chúng ta đã đạt. Kính thưa quý vị, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái sự trình bày. Thì cũng trên dưới là hơn 2 tiếng đồng hồ đó quý vị. Thì chúng tôi cũng cố gắng để với cái hiểu của mình, hôm nay trình bày hơi rộng, hơi dài, không biết quý vị nghe có ngán hay không. Thật sự tôi thấy tôi mà tôi còn ngán đồng đạo, nói gì đâu nói hoài không ngưng ha. Thì cũng hết sức là cảm ơn quý vị đã dành cái thời gian nhất định hơn 2 giờ đồng hồ để cho chúng tôi chia sẻ trọn vẹn qua 6 câu giảng này, trong đó có nhân tu và cái quả chứng. Thì trong cái quá trình chia sẻ
không sao, tránh khỏi những sơ sót nhất định. Thì cũng ngưỡng mong với đồng đạo niệm tình lượng thứ và bổ khuyết thêm cho chúng tôi, nhất là quý vị có minh cầu độ tổ thầy. Tôi rất là trân quý các ý kiến của quý vị để xây dựng cho bản thân chúng tôi càng ngày được hoàn chỉnh hơn. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng rất kính cảm ơn trong ban tổ chức đã có lời mời sắp xếp hàng năm chúng tôi được trở về đây để chia sẻ lời đức thầy. Đây là cái điều hết sức là vinh hạnh đối với bản thân chúng tôi. Và chúng tôi cũng hết sức là kính cảm ơn các ban trị sự cũng như ban đại diện Phật giáo và hảo tỉnh Đồng Tháp cũng quan lâm trở về đây hộ Phật pháp. Chúng tôi hết sức là cảm ơn tất cả quý nhà Mạnh Thường Quân, tất cả quý đồng đạo đã dành thời gian một buổi sáng hôm nay trọn vẹn cho chúng tôi. Và cuối cùng chúng tôi cũng không quên cầu nguyện an ơn trên oai linh Đức Phật Đức Thầy hộ trì cho tất cả đồng đạo chúng ta tinh tấn tu hành cho đến ngày viên mãn đúng như lời Đức Thầy đã dạy, đó là ngỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay lời ban tổ chức của buổi thuyết giảng hôm nay, xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Phan Chí Tâm. Qua cái phần trao đổi đề tài hôm nay, chúng ta thấy hết sức là bổ ích. Mặc dù giáo lý viên đã có đến đây rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đến đây đều cho tất cả chúng ta những cái món ăn tinh thần thật là mới, thật thấm mùi đạo vị, làm cho chúng ta hiểu rõ thêm về cái việc tu thân, về gìn giới luật, về nghe sấm giảng, rồi nhất là tưởng nhớ A Di Đà để hồng đền đáp được, cũng như cái mong ước của tổ thầy, đó là chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tới độ dắt lần về ngôi.